Bữa nay bán được nhiêu cha? Có đủ tiền mua thịt nấu cháo cho mẹ không cha? Bữa nay lụt cho nên củi ít hơn mọi khi con à. Chắc chỉ đủ tiền mua gạo thôi. Ba tiền hả cha? Cha sợ ít hơn. Nếu 5 tiền thì có đủ không cha? Chắc là đủ. Nhưng mà ông cả ơi, tôi đem củi tới rồi. Ủa, tới rồi hả? Dạ. Sao bữa nay ít vậy? Dạ, bữa nào tôi làm nhiều á, tôi sẽ bù lại cho ông cả. Ông cả muốn trả bao nhiêu thì trả, để kiếm ít tiền mua gạo về để nấu cháo cho mẹ thằng nhỏ đang bệnh ở nhà. Ừ, được rồi. Ông cầm đi. Dạ, cảm ơn. À, ông cả để củi ở đâu? Để tôi đem vô trong cho ông nha. Thôi được rồi, ông theo tôi. Dạ. Trời, tiền quá trời luôn nè. Dạ. Về con. Cha ơi, hồi nãy con mới lần được tiền nè. Trời ơi, có cái túi này có tiền á, tha hồ có tiền mua cháo, còn lại mua gạo để dành. Tiền con lượm trước cửa nhà này hả? Dạ. Vậy là của ông cả làm rớt rồi. Này con, tiền mà con lượm được á, mà con lượm ngay trước nhà của ông cả, vậy là của người ta thì mình phải trả cho người ta. Lấy của người ta như vậy á là không được con à. Nhưng mà ông cả đâu có biết đâu cha. Con phải nhớ câu này: nghèo cho sạch, rách cho thơm. Con không biết á thì không có tội. Ủa, hai cha con vẫn còn đây sao? Dạ. Dạ thưa ông cả, hai cha con tôi còn nấn ná ở đây là bởi vì con tôi nó lượm được một cái túi tiền, chắc là của ông cả làm rớt đó mà. Cho nên ý của cha con tôi là trả lại cho ông cả. Ừ, con trả lại cho ông. Ừ, còn ngoan quá. Dạ con trả lại ông cả. Con ngoan quá. À, đây, ông thưởng cho con nè. Ừ, ngoan quá. Ông cho thì cảm ơn đi con. Cảm ơn ông cả. Ừ. Dạ thưa ông cả, hai cháu con tôi về. Ừ, dạ. Ông về. Về con. Về đi. Dạ, con. Dạ thưa ông, con về. Ừ. Con thấy chưa, ở hiền gặp lành, con nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi. Con thấy không, hồi nãy mình lượm tiền mình trả cho ông cả đó, mình ước mơ là mình bán củi cho được nhiều tiền, cuối cùng thì ông cả cho thêm tiền nữa, như vậy mình sẽ có tiền mua thịt về nấu cháo cho mẹ con ăn rồi đó. Ủa, nhưng mà ở hiền gặp lành là sao cha? Thì giống như là cái việc con vừa mới làm đó, thật thà trung thực, khó khăn cỡ nào cũng không được tham lam hết á, nhớ không? Dạ nhớ. Thật thà, trung thực. Ừ. Khó khăn cỡ nào cũng không được tham lam. À, con nhớ rồi cha. Cha sắp theo mẹ của con rồi, con đừng buồn, ráng làm lụng tu thân tích đức rồi sẽ khâm khá nghe con. Không, không cha ơi, cha đừng có bỏ con. Đời cha mẹ nghèo khổ, không có gì để lại cho con. Con không cần gì hết. Được làm con của cha mẹ là phúc đức của đời con rồi. Con nghĩ được như vậy, cha có chết cũng ngậm cực. Gia đình mình nghèo nhưng đầm ấm, thuận hòa, vui vẻ, cha vui lắm. Đời cha quý nhất là
là cây lưỡi rìu mẹ. Con giữ lấy tạm nối nghiệp nghề cha, kiếm sống qua ngày. Cha, lâu dài con dành dụng được tiền làm nghề khác mà sống. Đừng có mà cả đời đốt củi như cha. Cha khổ, cha khổ lắm. Cha, 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 cha. Cha đừng bỏ con mà. Con không cần làm những ngày khác. Con chỉ cần có cha thôi. Cha. Túi tiền của tôi đâu rồi? Ê cô kia, cô kia, đứng lại, đứng lại. Bớ người ta, con cắp. Tôi ăn cắp của chị hồi nào chứ? Túi tiền của chị kia kìa. Rõ ràng là thoát cái túi người ta mà còn chối nữa hả? Bà con ơi, bắt nó lên quan đi. Bắt nó lên quan đi. Lên quan đi. Sáng sổ về bạn cấp. Tôi thách đó. Thách hả? Dám thách lên quan. Coi đã. Người này là vợ tôi. Cái gì? Vợ anh hả? Ừ. Trời ơi, đã nói với mình rồi, cúng đình xong á là phải đi chợ và nấu cơm liền. Bây giờ chưa trời chưa trật rồi mà mình chưa đi nữa. Em cũng muốn về lắm. Tự nhiên chị này chạy ra kêu em là ăn cắp, cho nên em chưa về được đó. Vợ tôi không phải người như vậy đâu. Túi tiền của chị vẫn còn đó, chắc là có sự hiểu lầm thôi. Vậy thôi, tôi với vợ tôi đi về nha. Đi em. Thôi hiểu lầm rồi, vô cúng đi. Nè anh. Hả? Tại sao anh lại cứu tôi vậy? Tôi ăn cắp thiệt đó. Tôi biết, tôi cũng suýt làm như cô mà. Vậy là cũng bị bắt quả tang hả? Không biết hồi đó có phải kêu là quả tang hay không, nhưng mà chính cha tôi và cái người mà tôi suýt lấy tiền đã ngăn tôi lại, còn dạy cho tôi đừng tham lam của người. Lúc đó sau khi bình tĩnh lại, tôi đã thấy mừng, tại vì mình đã không làm bậy, cho nên hôm nay tôi mới ngăn cô lại đó. Cô đừng để hành động rồi phải hối. Anh thì khác, còn tôi á, tôi không có hối đâu. Cô có chỗ nào đi về không? Tôi nhà của tôi có đủ chỗ cho hai người. Đây là nhà của tôi. Nếu như nàng mệt, nàng có thể vào trong nghỉ. Còn bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm cho nàng ăn nha. Chàng ở trong cái lều rách này từ nhỏ tới lớn sao? Phải, nhưng mà lúc xưa có cha và mẹ tôi ở đây vui lắm, nhưng còn bây giờ có mình tôi nên cũng buồn lắm. Nhưng không sao, bây giờ đã có nàng rồi sẽ vui hơn nhiều. Tôi thì sống sao cũng được hết á, nhưng mà sau này có con có cái, chẳng lẽ cứ ở trong cái lều rách này hoài sao được. Nàng ơi, nàng đừng có lo, tôi sẽ làm cực lực để nàng và con không bị thiếu đói. Nhưng chàng định làm tiều phu cả đời sao? Phải, cái nghề này vui lắm. Tuy là có hơi nặng nhọc một chút, nhưng mà tối về ăn no ngủ say không phải nghĩ ngợi gì hết. Nếu nàng không chê thì xin ở lại gán nghĩa cùng nhau. Thôi, để tôi vào nấu cơm cho nàng ăn.
kiểu này á, muốn không chê có được không trời? Mình ở tạm rồi, phải tìm cách chuồn thôi. Đã nghèo rồi còn gặp khổ nữa. Đây mình phải mua cái gì đó ngon ngon cho nàng ăn mới được. Cái điện của tôi, bao củi của tôi. Cây rìu của tôi. Cây rìu của tôi. Chuyện gì hỡi chàng trai trẻ? Có chuyện gì sao con lại khóc vậy? Mất rồi ông ơi. Tiêu tan hết rồi ông ơi. Có chuyện gì bình tĩnh kể ta nghe. Đó là lưỡi rìu của con. Lưỡi rìu mà cha con để lại cho con để con kiếm sống. Đó là vật gia bảo duy nhất mà cha con để lại cho con. Đó là gia tài của con. Nhưng bây giờ nó đã xuống suối mất rồi ông ơi. Lưỡi rìu của con nó ra sao? Nó chỉ là một lưỡi rìu cũ. Nhưng mà đối với con, đó là một vật vô giá. Trước đây con cần nó lắm. Nhưng mà bây giờ con còn cần nó hơn nữa. Tại vì con phải lo cho một người nữa ông à. Vậy thì phải kiếm thôi. Cái suối này sâu lắm. Hồi nãy con có lặn xuống rồi, nhưng mà con không tìm được. Con cứ ngồi yên đó để ta. Ông ơi lại đi ông ơi. Có gì mà hốt hoảng vậy? Rượu của con đây nè. Trời ơi, đẹp quá. Cả đời con chưa từng thấy chiếc rượu đã lấp lánh như vậy ông ơi. Phải lấp lánh thôi, nó bằng vàng mà. Cái gì bằng vàng? Dạ, con cảm ơn ông. Nhưng nó không phải của con ông ơi. Con có chắc không phải là của con không? Dạ chắc chắn rồi. Tại vì gia đình con nghèo khó lắm. Làm sao mà có cái điều bằng vàng quý giá như vậy hả ông? Thì cứ giữ mà xài. Là do mình mò được chứ có lấy của ai đâu. Dạ thôi ông, không phải của mình thì mình không được lấy ông à. Chưa kể ai đó đánh mất lưỡi rìu quý này cũng đang kiếm thì sao ông? Nên mình phải trả lại ông à. Vậy thì trả lại. Tại sao ông? Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Trời. Ủa? Sao hồi nãy con thấy ông ở dưới mà? Sao bây giờ ông lại ở đây rồi? Đó là chuyện của ta. Đây, dạ. Cái này có phải của con không? Dạ. Dạ, cũng không phải ông ơi. Rìu này bằng bạc, còn của con qua bao nhiêu đời người rồi, làm sao mà sáng như vậy được? Chắc chưa? Dạ chắc. Nhưng mà ông đừng có ném xuống nước nữa, để con kiếm người nào làm rớt rồi con trả lại nha ông. Cái trước bằng vàng, lấy xài còn sợ, chứ cái này bằng bạc đâu có đáng giá bao nhiêu. Cứ để xài đi, coi như là ta lượm cho con đó. Dạ, con đã nói rồi, không được ông ơi. Chắc có người đang kiếm nó đó, người ta đang rất buồn đó. Nếu con không lấy chiếc rìu này, thôi thì kiếm tiếp vậy. Ông, tại sao ông lại giết nó? Để ta tìm lại chiếc rìu của con. Ông ơi! Ông!
Ông ơi, ông ơi, ông ơi, đây rồi. Tại sao ông hay vậy? Nước chảy xiết như vậy làm sao ông lấy được? Đây rồi. Cái này của con. Ông ơi. Trời ơi, đúng là cái này của con rồi. Sao ông hay vậy? Dòng nước ở dưới kia chảy xiết lắm, làm sao ông lấy được? Con là chàng trai hiếm có, con xứng đáng được nhận những món quà này. Ông ơi, ông, ông ơi, con đợi anh ông, con đợi anh ông. Cha, những lời cha nói đều đúng hết. Trời Phật đã thương con. Đúng là mình đã hiện thì được gặp lành cha. Đi đâu từ sáng tới giờ vẫn không biết. Phải chi mình lối lã như vậy á, mà chết quách đi cho nó xong. Ở cái nhà gì mà nó nghèo sơ nghèo xác, nhìn trước nhìn sau không có cái gì hết trơn á. Đã vậy có hai bó củi cũng bán hết trơn rồi, không biết chiều nay có củi không nữa. Đói quá à. Tiều ơi, mày ra tao biểu coi. Ứng tiền cho mày mấy bữa nay, kêu mày mang củi qua cho tao, sao mày không đem mày? Trời mưa gió bắt tao lội qua đây kiếm mày hả mày? Trời ơi, gì đâu mà xin lầy không à. Tiều ơi, chàng ấy không có ở nhà đâu. Đằng ấy có quan hệ với ông Tiều, mà mấy bữa Tam qua đây đâu có thấy đằng ấy đâu. Tôi á hả, chỉ là khách lỡ đường thôi. Anh ấy thấy vậy cho tôi ở thì tôi ở thôi. Trời, sau này nó hên dữ vậy ta. Không lẽ nàng định ở đây suốt đời với nó hay sao? Thì cũng đâu có biết được. Nếu mà nuôi được thì ở, còn không nuôi được thì thôi. Tiếc quá, người dư sức nuôi nàng á thì không nuôi được, còn cái thằng đó không lo được cho nàng rồi ở đây hai đứa hấp cháo luôn hết hay sao? Muốn nuôi á thì cho nuôi, chứ sợ gì mà không dám nè. Nhưng mà tiếc cái là còn mụ vợ già ở nhà nữa. Nhưng mà nàng yên tâm, như nàng chờ ta, để ta sẽ lựa lời nói với con mụ vợ già của ta là sẽ chọn nàng làm thứ thất. Thứ thất á thì thà làm chính thất cho tên tiều phu nghèo rớt mồng tơi này còn sướng hơn. Nếu như mà chàng muốn á thì về tống cổ mụ vợ già ở nhà ra khỏi nhà đi, rồi hãy nói chuyện. Tôi cho chàng một tuần trăng đó, nếu mà không xong chuyện thì tôi đi phương khác á. Vậy thôi thôi, nàng ráng chờ ta một tuần trăng nha. Mình ơi, tôi gặp mấy rồi mình ơi. Cái này là trời cho mình đó. Ủa, anh Tam, anh cũng ở đây sao? Thì tao ngồi đây nè. Mai cái gì mà mai, không có củi mà mai cái gì. Ê, mày dạo này bỏ nghề làm tiều phu, mày chuẩn bị làm thầy lang hả? Mày lấy lá thuốc nhiều quá vậy. Đâu có, tại tôi có một đống củi. Ừ, rồi đâu? Nhưng mà nó bị rớt xuống sông rồi. Trời ơi. Sau đó tôi lo chụp nó, ai ngờ cái điều rớt xuống sông luôn. Lúc đó tôi buồn khổ quá, tôi than khóc. Bụt hiện ra. Bụt? Chàng đang kể chuyện cổ tích đó hả? Không có củi, chiều nay có mà chết đói đó. Tôi nói thiệt mà. Lúc đó tôi cũng không để ý, Bụt nhảy xuống sông. Rồi sau đó cầm lên ba chiếc rìu, trong đó có một chiếc rìu vàng, một chiếc rìu bạc nữa. Rìu vàng. Rồi sau đó tôi sợ mọi người nhìn thấy nên mới giấu trong này nè. Thôi mày ơi, mấy cái lá thuốc mà rìu đâu rìu. Nè, rìu vàng nè, rìu bạc nè. Là vàng thiệt nè. Đúng là vàng thiệt nè. Trời, đúng rồi. Bây giờ mình tính làm sao hả mình? Ê, tao tính vậy nè. Mày có ba cái rìu đúng không? Mày đâu có xài hết. Tao sẽ mua hai cái rìu, cái rìu vàng và cái rìu bạc. Lúc đó mày sẽ có một mớ tiền. Mày sẽ tha hồ lo cho nàng một cuộc sống sung sướng. Mày đỡ phải tốn thời gian, phải vất vả đi kiếm củi, đúng không? Mày thấy ý tao hay không? Đâu có được anh Tam ơi. Cái rìu cũ này là cha tôi để lại, còn hai cây mới là trời Phật cho.
bán đi tội chết. Từ mai tôi sẽ luôn phiên xài cả ba. Có hai cây rìu mới này, cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn. Này đừng có lo. Tao thấy là hai cây rìu này mới tinh, mày đem đi chặt ổn lắm. Thôi, nếu chồng tôi đã không muốn á thì anh đừng có ép chồng tôi nữa. Anh Tam ứng cho tôi ít đồng để tôi mua gạo được không? Ừ, đúng đó. Anh cho vợ chồng tôi ứng đi, rồi sau này có tôi rồi, tôi sẽ bán củi cho mỗi mình anh, coi như là bán mối vậy đó. Đa tà, mình ở nhà, để tôi đi kiếm chút gì cho mình bỏ bụng nha. Ừ. Anh ta mới đi chơi nha. Ừ, đi. Cái gì vậy hả? Trở tay như bánh tráng vậy. Mới nãy nói với tôi làm sao? Rồi thấy nó đưa rìu vàng rìu bạc, rồi ôm thuyền nó. Nếu mà tôi không làm như vậy á, liệu anh có ôm nổi hai cái rìu đó về không? Liếc sơ qua là tôi biết hai cây rìu đó chỉ có một mình chàng ta có à. Đem cây rìu vàng đó mà về bán á hả, mua được mấy cái dinh cơ luôn, chứ đừng có nói là một cái. Tôi quả không lầm, hai đứa mình mà cao thủ mưu mô, mà song kiếm hợp bích, thì tất cả những cái gì trên thế gian này chúng ta sẽ có được. Bây giờ mình tính cách nào để lấy hai cây rìu đó nghe chưa? Trước tiên á thì anh phải giữ lời lúc nãy đi, rồi tự khắc. Rìu vàng, rìu bạc, rồi cả người nữa sẽ thuộc về anh thôi. Còn nếu không á hả, thì rìu và người cũng không có thấy đâu á. Chưa có rìu á đã thấy người quyến rũ rồi, mai mốt có thêm rìu nữa, bây giờ tôi phải nghĩ kế cách nào. Phải bỏ bà vợ già ra. Thôi bây giờ tôi về nha mình. Về nha. Mình đi nha. Để coi tài này tính làm sao. Thuận lợi á thì mình thành bà chủ, còn nếu không á, mình lấy hai cái lưỡi rượu rồi chuồn. Lời chán rồi. Có tan. Ở trên đường tôi đi về, tôi gặp một đạo sư tóc bạc phơ. Tự nhiên ông nhìn tôi, ông nói sắp có tan. Ông có nói ai chết không mình? Thiệt tình, tôi nói không có nổi luôn á. Mình đã nói tới giờ này rồi thì mình nói đại ra luôn đi. Mình cứ ấp ấp mở mở hoài làm tôi sốt ruột đây nè. Ông nói mình chết. Là tôi sao? Ông nói tôi là số sát thê, ai lấy tôi là phải chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà số mình vậy, phước mạng lớn, cho nên là sống với tôi tới giờ này. Nhưng mà bây giờ thời hạn cuối cùng cũng đã tới rồi. Vậy là tôi sắp chết thật sao mình? Thật ra thì cũng có cách hóa giải, nhưng mà cái cách đó với tôi nó đau đớn lắm. Có cách hóa giải hả? Cách gì vậy mình? Đó là mình phải vờ bỏ nhau một thời gian. Vờ bỏ nhau? Vậy là dễ thôi mà mình. Thì bây giờ tôi với mình bỏ nhau thì đâu có ai biết đâu. Bây giờ mình nghĩ lấy giải thưa mà che mắt thánh hay sao? Phải làm như thật, giống như là tôi phải nhờ một cô nào đó làm vợ tôi. Tôi phải đi cưới về, rồi phải ở với người ta một thời gian nữa. Rồi mình á phải dọn về nhà mẹ đẻ, rồi giống như là tôi bỏ mình vậy đó. Vậy tôi về nhà bao lâu thì tôi quay lại được? Khoảng một năm á, để cho thánh thần nguôi đi, rồi tôi bỏ cô kia, rồi xong rồi tôi đón mình về. Những một năm lận hả? Ừ. Bởi vậy tôi mới não ruột não gan ra nè. Lòng dạ nào mà ăn uống nữa chứ. Nghĩ đi, vợ chồng gắn bó mấy chục năm nay rồi, bây giờ chia xa như vậy, lòng tôi đau như cắt vậy đó. Tôi hiểu mình mà. Nhưng dù sao mình cũng phải ăn vô để lấy sức đã. Một năm nó dài nhưng mà cũng nhanh thôi. Rồi tôi lại về với mình mà. Mình nghe lời tôi xuống dưới ăn nha. Vậy là mình đồng ý hả mình? Ừ. Thì còn cách nào khác nữa đâu.
Mình đúng là hiểu tôi mà. Tôi làm mọi chuyện là cũng vì bảo toàn mạng sống của mình thôi. Mình mà có mệnh hệ nào, làm sao mà tôi sống cho nổi đây? Thôi, mình đừng có buồn. Buồn quá đổ bệnh đó. Đồng vợ đồng chồng thì tai ương nào cũng qua thôi. Thôi, để tôi vô dọn cơm cho mình ăn nha. Đi đi mình. Nàng ơi, ta về rồi nè. Chắc là nàng chờ ta lâu lắm đúng không? Nàng ơi, lát nữa thôi là có cơm nóng cắt kho ta mời nàng ăn. Từ đây mình đã có rượu mới rồi, nên nàng không phải đợi nữa. Dạ. Lão Tam nói cũng đúng đó. Mình có 3 cây rìu thì cũng hơi dư. Hay là chàng lấy cây rìu vàng đem đi cân bán rồi đổi cái nghề khác. Chứ làm cái nghề này tuy vui mà nghèo rớt mồng tơi à. Nghĩ đi nghĩ lại, cả đời ta chỉ biết có mỗi cái nghề này. Có vậy thì trời Phật mới ban rìu cho để làm nghề. Bán đi mất hơn. Nhưng mà thiếp thấy trời đã cho rồi thì làm cái gì là quyền của chàng. Chứ trời đâu có ở không mà bắt lỗi chàng làm những chuyện gì đâu chứ. Thật ra ta cũng chỉ thích cái nghề này. Ta tưởng này cũng thích. Thì tôi đâu có nói là tôi không thích đâu. Vậy thì tốt rồi. Cái tên này ngu rồi còn cố chấp nữa. Không lay chuyển được rồi. Mình phải tự lo cho bản thân mình thôi. Để coi coi tên kia tính như sao. Mình đấy mình. Ta về rồi nè. Mình ơi. Mình ơi. Đi đâu rồi ta? Mình đấy mình. Giờ này mà đi đâu vậy ta? Chết. Mình về bên đó vững lòng nha. Một năm sau vợ chồng mình đoàn tụ rồi. Nhưng mà thi thoảng á, mình nhớ qua thăm tôi nha. Tôi nói rồi, tôi về thì quá dễ. Nhưng mà chỉ sợ thánh thần mà biết được thì liên lụy tới mình. Thôi mình chịu khó nha, tôi lo cho mình lắm. Vậy còn cái người mà mình định cưới giả đó, mình nhắm ai chưa? Nhắm cái gì mà nhắm? Chỉ là hình nhân thế mạng thôi mà, không cần biết mặt. Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là mình không lo tôi hài lòng hay sao? Mình thương tôi tới mức hy sinh xa tôi cả năm như vậy, sao tôi phải nghi mình chứ? Mình nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đi à.
Đó, nàng thấy chưa? Tôi dám nói là dám làm, ừ, dám hứa là dám giữ lời. Rượu đâu? Đây nè. Đấy, khoan đã. Phải làm lễ xong, chính thức tôi có danh có phận thì chàng cầm cũng chưa có muộn mà, đúng không? Mình đây mình. Mình đây mình. Mình ơi. Mình ơi. Mình đây mình. Mình đây. Mình đây mình. Ta không tin là nàng nỡ đối xử với ta như vậy. Mình ơi mình. Sao? Vậy nàng tin ta chưa? Muốn lễ thì có lễ rồi đó. Chàng cứ làm như làm lễ làm cho xong để cầm báu vật trong tay vậy đó. Nàng đúng là đa nghi Tào Tháo, nhưng mà giống ta. Bây giờ mình là một rồi, của nàng cũng là của ta, của ta cũng là của nàng, phân biệt cái gì nữa chứ? Mà nè, còn bà vợ già của chồng thì chồng tính sao? Lỡ một năm rồi bả về, rồi thiếp phải làm sao đây? Mà thiếp hỏi thiệt chàng nè, cái vụ chia tay với bả là giả hay cái lễ này là giả vậy? Hỏi gì mà cũng hỏi, vừa được vợ trẻ mà lại có củ quý, sao mà không muốn? Còn có quả ai mà muốn chứ? Còn chuyện một năm nữa mụ ta quay trở lại, để lâu quá thì cất trâu quá bụng. Thì lúc đó vợ chồng mình danh chính ngôn thuận cả năm trời rồi, mụ ta còn làm được cái gì nữa chứ? Mày thắc mắc cái gì? Củi mày ướt, mày đòi giá cao hả mày? Nè chàng, chàng tính giá rẻ như vậy rồi đám tiều phu đem củi ra nơi khác bán, rồi mình thiệt làm sao? Tôi thách nó dám đem củi bán chỗ khác á. Ở cái chỗ này chỉ có tôi mua củi thôi, không có đứa nào dám mua hết á. Mà tôi trả bao nhiêu là nó phải lấy bấy nhiêu. Thấy chồng nàng có giỏi không? Là vua chỗ này đó nha. Chồng của em là nhất nhất rồi đó. Nàng xạo mà tôi thích. Tôi thích. Chồng à? Thì ra là nàng. Mày lấy từng củi đúng không? Đây nè. Bà xã tao đó. Mày chào đi. Mày chào đi. Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Tôi đối xử với anh sao? Tôi với anh chỉ là nói suông, chưa có cúng bái gia tiên, chưa phải là vợ chồng, thì tôi muốn lấy ai là quyền của tôi chứ? Đúng rồi. Thôi thì tôi tài hẹn sức mọn, tôi không giữ được nàng. Nhưng mà nàng cũng biết nhà tôi trống trước trống sau, trời thương cho hai cây rìu để làm kế sinh nhai thôi. Mà nàng nỡ lấy của tôi, nàng trả cho tôi đi. Ai lấy của anh hồi nào chứ? Mà tôi có biết cái rìu nào của anh đâu. Nhưng mà rõ ràng không đó nàng. Nè. Hả? Chẳng để cho người ta nói thiếp là ăn cắp như vậy sao? Đâu có được. Ê, bây giờ ví dụ nàng có lấy 10 mươi của mày đi chăng nữa, mày có bằng chứng không? Nếu mày không có bằng chứng hả, là tội phát ngôn bừa bãi nghe chưa? Tao sẽ thưa mày lên quan, quan còng đầu mày mọt cong nó nghe cho mày. Đúng rồi đó. Các người có của còn tham, thế nào cũng bị trời phạt à. Ê mày nói gì mày? Mày nói lại coi, mày nói gì? Cha tôi nói đó. Cha mày nói sao? Ở hiền thì sẽ gặp làm thôi. Cha tôi nói không sai đâu. Vậy sao? Vậy mày có cây rìu vàng, rìu bạc, sao mày không giữ? Bây giờ bị mất. Đây nè, đây nè, nè mày cầm đi. Sau này mày kiếm chỗ nào mày bán củi, tao không thèm mua củi mày nữa. Để coi có tiền không, coi cha mày nói có đúng không ha. Nói sai bét rồi mày. Sai bét rồi chồng ha. Đúng rồi. Con đó kìa. Nàng thấy chồng nàng có giỏi không? Hả?
chồng em đương nhiên là giỏi rồi, thương quá à. Thôi, ta dìu nàng vô trong nha. Nàng vô trong nghỉ ngơi đi. Đỡ mệt hơn. Đỡ hơn rồi đó. Mình, chuyện này là sao? Mình nói là mình tìm một đứa không quen không biết làm hình nhân thế mạng cho tôi, mà bây giờ mình với con hình nhân thế mạng này còn lả lơi hơn lúc mình cưới tôi nữa. Nè, ai là hình nhân thế mạng của bà chứ? Tôi nói cho bà biết nha, bây giờ tôi là vợ chính thức của anh Tam rồi. Bà bị bỏ rơi rồi còn không biết hay sao? Bà còn dám lết cái mạng về đây nữa hả? Mình, nó nói vậy là sao mình? Sao hứa với tôi là ở bên đó mới có mấy tháng mà mò về chi vậy? Tại tôi nhớ mình, tôi chịu không nổi, không biết mình ăn uống ấm lạnh ra sao. Nhớ thương tôi rồi mất ăn mất ngủ nữa. Ai ngờ. Trời ơi, ngu thì chịu chứ kêu với ai chứ. Mà thôi đi, mấy tháng nay hả, nhìn chàng béo tốt như vậy thì bà tự hiểu rồi chứ. Bà lo về đi, chứ tôi báo làng báo sớm là bà phá gia can người ta, bị bêu á thì ráng chịu nha. Mình à, sao mình để nó hổn với tôi như vậy? À thì người làm đâu? Kêu ra tống cổ con nhỏ này ra khỏi nhà đi. Được rồi, ba mặt một lời. Bây giờ chàng nói đi, chưa hả, để lâu lâu bà ta về, bà la làng la sớm lên là thiếp mệt, thiếp nhức đầu lắm á. À thì chuyện làng vậy. Thôi được rồi, để em kể luôn cho ngắn gọn. Kể đi. Chuyện là như vậy nè, từ lúc mà anh Tam gặp tôi á, đã đem lòng tư tưởng và thương tôi, nói với tôi á là chờ ảnh về lập mưu tống bà vợ già đi cho khuất mắt rồi cưới tôi về làm vợ. Như vậy bà đủ hiểu chưa ha? Nói láo. Mình ơi, có thiệt vậy không mình? Thì thôi được rồi, nếu muốn bằng chứng á hả, đợi tôi chút xíu. Đây nè, đây là bằng chứng nè. Đó, tôi á hả, đến với chàng là tôi đem về của hồi môn là hai cái lưỡi rìu, một vàng và một bạc, chứ đâu có ăn hại như bà đâu, thấy không? Các người, cho tôi xin lỗi đi, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng phải như vậy hết. Hai người, trời ru đất diệt hai người, đồ tráo trở. Sáng nay á, gặp cái gì đâu không mà bực mình hết sức á. Ê, đàn bà đúng là phiền phức. Phải chi á mà rủ hết đi một lượt đi cho khỏe. Ta chỉ cần một cây rìu vàng, một cây rìu bạc này thôi là đủ rồi. Tại sao con ở hiền mà lúc nào cũng gặp chuyện hết cha? Con chỉ có mỗi cái nghề để kiếm tiền thôi, đi bán củi mà cũng bị bích đường nữa. Con phải sống làm sao đây cha? Anh kia, sao anh buồn vậy? Không phải chuyện của cô. Cô đi đi. Tôi hỏi vậy thôi, chứ tôi biết tại sao anh buồn. Anh đang tiếc hai lưỡi rìu quý chứ gì. Cô lại, tại sao cô lại biết chuyện của tôi? Là người muốn giúp anh. Nhà anh ở đâu? Tôi không cần giúp đâu. Coi bộ anh mới gặp rắc rối có một lần mà như chim sợ cành cong rồi. Anh nghĩ mọi đàn bà con gái trên đời đều giống Liễu Thị hả? Nè, cô theo dõi tôi sao? Cứ cho là vậy đi. Từ nay tôi sẽ theo sát anh.
Đi, mình về thôi. Tôi không về đâu. Tôi không cần vợ hay gì hết. Tôi về đi, nhà tôi không còn chỗ đâu. Sao anh nói chuyện với đàn bà con gái kiểu đó? Tôi đòi làm vợ anh hồi nào cũng đâu có nói về nhà anh. Anh lồi thôi quá, đi. À, đây là đâu? Đây là nhà của anh. Vậy nàng là? Không cần biết ta là ai. Ta nói ta là người muốn giúp anh. Tạm thời anh cứ ở nhà này, rồi anh sẽ có cơ ngơi thật sự của mình. Mình phải làm sao chia rẽ đôi gian phu dâm phụ này. Cả hai kẻ đó đều tham. Phải làm chúng cắn xé nhau vì chính cái thứ mà kéo chúng lại với nhau. Phải, là hai lưới rìu đó. Khoan đã. Hả? Anh đừng đi, sắp có người tới tìm anh đó. Ai vậy? Chú Tiều. Chú Tiều ơi. May quá, cậu còn chưa đi rừng. Cậu đúng là ở hiền gặp lành mà. Cả vùng này á, ai cũng xôn xao là cậu vừa cưới được vợ đẹp mà lại giàu nữa. Chị tìm tôi có chuyện gì không? Nghe nói cậu bị con hồ ly đó cướp hai lưỡi rìu đúng không? Thì sao? Có phải một cái bằng vàng, một cái bằng bạc không? Ờ, làm sao chị lại biết? Nếu như cậu chịu làm theo lời của tôi, thì hai lưỡi rìu này sẽ trở về với cậu, không tốn một xu. Vậy nghe, nếu chịu á thì sáng mai tới chỗ hẹn. Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy bọn chúng cấu xé lẫn nhau. Thôi, chào cậu tôi về. Chào chị. Anh cứ làm đi. Anh cũng muốn bọn chúng trả giá đúng không? Tôi bây giờ sống đủ ăn đủ mặc, không thù hàng gì ai. Nhưng mà tôi muốn rượu của ai phải trả về người đấy. Nếu cần thì cho kẻ khó, chứ không thể để của trời Phật lại nằm trong tay kẻ tham lam như vậy được. Mày nói cái gì? Hai cái lưỡi rìu đó là lưỡi rìu giả hả? Nếu là đồ giả thì mày đến đây mày chuột làm cái gì hả mày? Mà nè, cái tên khố rách áo ôm kia, ngươi bị ta bỏ tức nên tới kiếm chuyện phá hạnh phúc người ta chứ gì? Cô nhìn đi, bây giờ tôi có cơ ngơi đàng hoàng tử tế, như vậy thì cũng đâu thể gọi là khố rách áo ôm. Chẳng qua là bây giờ có cơ ngơi đầy đủ, tôi chỉ mong chuộc lại hai lưỡi rìu là của trời cho, còn nó thật ra chỉ là hàng mã thôi, chẳng đáng giá gì. Ê, mày tưởng là tao với bà xã tao ngu lắm hả? Tụi tao lấy nhau cũng là vì hai cái lưỡi rìu đó. Hôm bữa ba mang tới đây nè, là tao đem đi thử liền, biết rìu thiệt rồi, cho nên tao với bà mới làm lễ gia tiên đó. Bây giờ tôi mới biết ha. Không, ý là tao sợ nàng bị nó lừa, tao mới thử thôi mà. Thiệt không? Nói qua nói lại chẳng ai chịu ai hết. Thôi bây giờ tốt nhất là mời thợ bạc tới thử trước mặt mọi người. Nếu đúng là vàng bạc thật thì cân ký rồi tính tiền, tôi xin chuộc lại. Nhưng mà bằng không thì hai người giữ làm chi mấy cái đồ giả. Được, thử thì thử. Này đồ giả, trả nè. Đồ giả? Bậy bạ, cái thằng thợ bạc này. Bữa trước mày thử, mày nói đồ thiệt mà. Thì hôm trước ông đem tới là đồ thiệt, còn hôm nay đồ giả, sao tôi biết được. Ai lầm chứ tôi không có lầm đâu. Thôi xin phép vợ chồng anh tôi về nha. Ờ, mày mình tráo hai lưỡi rìu của tôi đúng không? Mà đúng rồi, hồi nãy chàng còn nói là lấy tôi về hai lưỡi rìu này mà. Cô ơi, cô sợ tôi rước vợ về nên cô thủ chứ gì. Chỉ có cô mới tráo cây rìu này. Cô dám cướp cây rìu của thằng này thì cái chuyện mà cô tráo rìu là cái chuyện bình thường thôi mà. Vợ hả? Anh kêu mụ đó là vợ hả? Vậy tôi là cái gì của anh chứ? Bây giờ thì tôi mới biết
có ý đón con mụ nó về đây là nành tráo hai cái rìu của tôi rồi tống cổ tôi ra khỏi nhà đúng không? Thôi hai người đừng có cãi nữa, thôi tôi xin chuột rìu đi rồi hai người cãi tiếp ha. Mày đúng là xui xẻo mà. Anh đừng có đánh trống lảng nữa, anh trả rìu lại cho tôi đi. Thì ra cô luôn nghĩ chuyện của anh chuyện của tôi. Nè, rìu giả của cô đó cô lấy đi. Thì ra tấm chân tình của cô á, giờ tôi mới nhận ra cũng là giả luôn đúng không? Anh không cần nói gì nữa hết á. Bây giờ anh trả hai cái lưỡi rìu cho tôi. Trả rìu cho tôi đi, trả rìu cho tôi. À, mà khoan đã. Có khi nào anh ta ghen ăn tức ở nên kiếm chuyện chia rẽ hai đứa mình không? Cũng phải. Nếu anh nghi ngờ á, anh cứ tới nhà tôi coi đi. Tôi không những có nhà đẹp mà còn vợ đẹp như tiên nữa. Tôi đâu có rảnh đi chọc phá thiên hạ làm gì. Cảm ơn chị. Bây giờ chị tính sao? Tôi không sao. Tái ông mất ngựa, mất chồng, nhưng lại thấy được bộ mặt thật của kẻ mà mình hết lòng yêu thương. Bây giờ tôi còn phải ăn mừng nữa là cha tôi nói đúng thật. Ở hiền ác gặp lành thôi. Tôi cũng mong là chị sẽ gặp may mắn. Thôi chào cậu tôi về. Anh cứ lo cho mình đi. Lát nữa có khách tới kiếm anh. Khách có đòi cái gì á, anh cứ gật đầu hết. Trời ơi, trời ơi, cái cột gì mà nó hết hồn luôn vậy á. Nó bự mà nó đẹp hơn vợ mình luôn á. Trời ơi, đẹp dữ vậy ta. Đẹp thiệt. Nè, hôm nay á, tôi đem hai cây rượu giả tới cho anh đó. Anh trả được bao nhiêu á thì anh trả. Hồi sáng thì tôi có nói vậy, nhưng mà hồi nãy có người mang hai cây rượu thật trả cho tôi rồi. Tôi không cần nữa. Vậy hai người đem về mà trưng cho đẹp. Tại sao á, chú làm cái gì chú cũng hên hết vậy. Còn anh làm gì cũng xui hết á. Nhớ phải cái thứ gì. Nè, anh nói cái gì vậy? Anh nói thiệt đó nha, anh muốn hên một lần giống chú coi sao mà không có được. Chú dám đổi ngàn với tôi không? Có nghĩa là cái gì của chú sẽ thuộc về anh, mà cái gì của anh sẽ thuộc về chú. Được không? Được không? Dạ. Thiệt hả? Ấy, đổi vợ luôn nha. Đúng là cái đồ chết bầm mà. Mà thôi như vậy cũng hay. Thả là thiếp về với chàng còn hơn sống chung với cái đồ bội bạc như vậy á. Thôi mình đi nha chàng. Nè, tặng luôn cho hai cây rìu đó, giữ đi. Mình đi thôi chàng. Chắc chàng cũng mệt rồi đúng không? Để em đánh vai cho chàng nha. Tôi không định lấy nhà của người ta làm nhà của mình, cho nên là chị Tam ơi. Cái gì của chị tôi xin trả lại cho chị. Cô nàng, đây là một ít lộ phí, nàng cầm đi rồi kiếm việc gì đó cho đàng hoàng mà sinh sống. Cảm ơn cậu, đúng là ở hiền gặp lành mà. Nhìn người đẹp cái hết đau luôn rồi. Nhìn nàng mà ta tái tê luôn, rần người luôn. Vậy sao? Vậy ta sẽ cho ngươi tê tái luôn. Nàng là ai? Tại sao ta đang ở bãi nước cấm? Hả?
ông là ai? Đây là sự trả giá cho lòng tham của ngươi đó. Đây là tài sản duy nhất của nhà ngươi. Hai cái rượu giả ta trả cho ngươi đó. Ta đi đây. Ông Bụt, ông Bụt, ông đâu rồi? Trả nhà lại cho ta. Tài sản của ta đâu rồi? Tài sản duy nhất của mình là hai lưỡi rìu này thôi sao? Không thể nào. Không thể nào. Trả lại tài sản cho ta. Tiền đổi gạo chứ. Bữa nay anh về đó, anh mang gạo về. Chị cứ để rau ở nhà ăn đi. Chiều tôi có tiền công rồi, đi tôi kiếm gì ăn. Ăn rau này hoài tôi ngán, để tôi bán kiếm cái khác ăn. Tôi biết ở với ảnh chị cũng cực, nhưng ảnh cũng đang cố gắng làm lụng tích cóp để cất căn nhà mới. Mà ảnh lúc nào cũng biết của mình chị thôi. Chị suy nghĩ kỹ đi, rồi hắn làm gì thì làm. Làm gì phải suy nghĩ, bán hết tôi về. Thì tôi nói vậy đó, thằng cha bán đồ lậu, đồ ăn hậu, cả cái làng này ai cũng biết, mà cũng đâu có khá gì đâu. Coi chừng đi dễ khó về à. Nè, chú Du Quan giá họa cho tôi theo trai, tham vàng bỏ ngải đó hả? Ủa, tôi đâu có Du Quan giá họa cho ai đâu. Nhưng mà chiều nay anh về, chị làm gì thì làm. Từ đây tới đó vẫn còn quay đầu kịp, còn sau đó thì trễ đó. Mày thấy chị dâu mày á đi chung với thằng cha bán rượu lậu. Ê, ê, mày đâu vậy? Cho tao đi với. Mồ côi, thả tao với. Ủa, mà chị mày á với thằng cha đó đi bán rau chung hả? Bà đi bán thiện lát vậy, sao phải đi kiếm? Mệt quá. Buôn bán gì, chị bỏ theo cha đó luôn rồi. Vậy hả? Hồi đó cha đó xấu, hay quýnh tao nữa. Anh mày á tốt hơn. Thì bởi vậy mới nói, lấy vợ đã khó rồi mà giữ vợ khó hơn. Giỏi như anh mày á, vợ còn bỏ theo trai, huống hồ là tao. Sao, mày cũng muốn vợ rồi hả? Ờ, tao muốn nhỏ thắm con của ông Phú Hộ á. Mày giúp giùm tao đi. Bao nhiêu đám vừa tầm mày, sao mày không muốn nhào vô đám giàu sang chia cho cực vậy? Mà đã vậy, tao nghe nói là cô Thấm khi dễ trai làng này không có xứng, nên á ai tới hội cưới đều chê bai, không có muốn nói chuyện, tự nhiên nhảy vô chứ. Thì đó, ngặt cái là tao lỡ thương Thấm lắm rồi. Bên đó ra điều kiện khó quá, tao á thì ngu, nên tao nhờ mày giúp giùm tao nghe. Điều kiện gì? Ông nói làm sao á cho Thấm á trong một ngày nói được ba câu thì ổng mới gả. Trời đất ơi, gì mà khó dữ vậy? Ừ, để tôi coi có cách gì giúp cho mày không. Ráng nghĩ cách giùm tao đi. Ủa, anh hai, anh hai, anh mới về hả? Chị dâu mày đâu rồi? À, chị mới, chị đi. Ờ, anh mới về mệt, hay là anh vô nghỉ trước đi. Tao hỏi chị dâu mày đâu rồi? Anh biết rồi còn hỏi gì nữa. Mày biết chị mày bỏ đi,
Sao mày không giữ lại? Em với nó chạy đi kiếm gần chết mà không thấy đâu. Thôi mày về đi, chút nữa tao qua. Mày nhớ giúp tao nghe. Biết rồi, về đi. Anh đi đường xa chắc cũng đói rồi, để em lấy cơm cho anh ăn nha. Còn lòng dạ nào mà ăn nữa. Anh hai, anh đừng quá đau buồn. Lòng chị đã thay đổi rồi thì cũng không hạnh phúc đâu. Nếu chị dâu còn thương anh, em nghĩ chị sẽ quay về. Còn không, anh cứ cố gắng sống tốt đi. Em tin sau này anh sẽ gặp một người xứng đáng với anh mà. Tại sao? Tại sao chị em lại đối xử với anh như vậy? Anh có làm gì sai hả Út? Anh không sai. Em tin là sẽ có một ngày chị dâu quay trở lại. Cố lên anh hai. Anh hai mày sao rồi? Cũng đỡ rồi. Anh mới đi chuyến mới, cầu cho anh gặp ai được được chút xíu. Mày giỏi thiệt. Mày nói vậy mà anh hai mày cũng nuôi. Ủa, sao mày biết? Sao không biết. Bữa đó tao định ngoài hàng rào tao thấy hết. Bởi vậy tao mới đi đến kết luận là chỉ có mày mới giúp được tao thôi. Mày giúp mày chuyện gì? Là vậy, cha Thắm ra điều kiện, trong vòng một ngày làm cho Thắm nói được 3 lần thì ông mới gả. Mà tao nghi Thắm mới thấy tao là á khẩu rồi, muốn chi là Thắm mở miệng. Giúp tao đi nha, mà giúp giùm tao đi. Tao thương Thắm dữ lắm. Đi mà giúp tao đi mà. Được rồi, để tao nghĩ cách đã. Cảm ơn mày nha. Nhà mình á, ngày nay có tiệc. Con coi là cái đám gia nhân á, phụ gia đình mình thiệt là chu đáo nghe con. Có đứa nào ở đây không? Dạ. Dạ thưa ông, gọi con. Có đứa nào rảnh làm cho ông con heo để ngày mai ông đãi tiệc cái coi. Dạ con biết rồi ông. Dạ thưa ông. Đi đâu đây? Con tới đây để muốn thử tài phải không? Dạ đúng. Dạ đúng rồi. Biết luật chưa? Nhắc lại cho tôi nghe cái coi. Dạ luật là... Thôi mệt quá đi ông ơi. Mày nhắm á, mày làm được hay không? Không được thì đi về. Cái thần á, nói chuyện lắp ba lắp bắp mà mày đặt làm cho người khác nói. Dạ con làm được. Mày làm được phải không? Dạ. Làm ông coi. Ông muốn làm heo phải không ông? Dạ, dạ để con làm. Mà ông cho Thắm phụ con nha ông. Lửa xong rồi, vợ chỉ còn thiếu nước. Nàng ở đây coi con heo giùm tôi, để tôi đi lấy nước nghe. Kỳ vậy ta, sao đổ hoài mà nó không đầy vậy? Sao mà ngu quá vậy, phải lật cái chảo lên thì đổ nước vô mới đầy chứ. Vậy hả? Vậy sao thể chờ Thắm không nhé? Cảm ơn Thắm nha. Cái
giỏi, lừa được người ta một cái mặt tỉnh bơ. Để coi sao đây. Một con. Nàng nói được một câu rồi đó. Mày giỏi thiệt. Bây giờ sao? Có nước rồi. Thì bây giờ chọc tiết làm thịt chứ sao? Chọc tiết? Ừ. Này đây. Tao biết rồi. Chào tao nghe. Đó tao đã được. Nước sắp sôi rồi. Đàn qua phụ giữ giùm tôi con heo. Để tôi giết nó nghe. Giữ chặt heo. Tôi đâm nó nghe. Sống được. Sao mà ngu quá vậy? Phải quay cái cán dao lại. Làm bằng cái chui sao mà chết được. Vậy mà nãy giờ sao nàng không nói? Nàng giữ có mệt lắm không? Giữ chặt nha. Để tôi đâm nó. Một coi. Hả? Nàng nói được hai câu rồi. Giờ sao? Thì bây giờ cứ vô phụ tiệc đi. Xong tiệc á thì rửa chén. Lúc rửa chén á. Đúng rồi, cảm ơn mày nha. Trời ơi, anh rửa vậy á, chừng nào mới xong? Thôi anh đi vô đi, làm gì thì làm, để tôi rửa cho. Dạ, cảm ơn anh nha. Cái này không cần thấm phụ đâu, để tôi làm mình được rồi, thấm đứng đó được rồi. Đã làm cho con gái của ta mở miệng tới 4 lần. Ta tuyên bố con là rể ta. Dạ, dạ con cảm ơn ông. Dạ con cảm ơn ông. Mừng quá. Mày á, nhớ đi ăn đám cưới tụi tao nghe. Ơn mày tao không bao giờ quên. Mày đúng là giỏi thiệt. Giỏi gì đâu. Từ nay á, mày lấy vợ sinh con đẻ cái rồi làm ăn vui vẻ nha. Chắc sắp tới tao đi làm ăn xa một chuyến. Làm ăn xa hả? Là đi đâu? Làm cái gì? Tao cũng chưa biết nữa. Nhưng mà cũng phải lập nghiệp để sau này lấy vợ sinh con giống như mày vậy đó. Lo. Triều đình đang tuyển hiền tài. Ai được chọn sẽ thưởng hậu hĩnh, ban cho tước quan hậu vận rõ ràng. Lo. Ê, tuyển nhân tài kìa. Mày đi thử một lần đi. Với tài trí của mày á, ai mà quá. Chưa biết. Ba cái khôn giặt giặt làm sao so sánh với trí khôn thiên hạ được. Mày đi thử coi. Đằng nào á, mày cũng muốn đi xa lập nghiệp một chuyến mà. Đi thử đi. Mày nghĩ tôi được hả? Ừ. Huynh đừng vội. Để sau cuộc chiêu mộ hiện tại này, xem có cao kiến như thế nào, rồi hẳn đi vẫn chưa muộn mà. Khoan đã. Trở lại sắp đến lễ truyền ngôi của huynh.
đại hoàng huynh của chúng ta bị tống giam vào ngục, uất ức mà chết. Ta quyết phải trả thù cho đại huynh. Nếu không rửa được mối nhục này thì ta cũng không xứng đáng làm vua đâu. Nóng vội dễ làm hư chuyện. Có ba huynh đệ thì đại hoàng huynh đã bỏ mạng rồi. Bây giờ chỉ còn hai huynh đệ chúng ta. Bây giờ huynh sắp lên ngôi. Nếu như huynh có mệnh hệ gì thì đất nước chúng ta sẽ càng lâm nguy. Vì vậy ta muốn đi ngay, quyết đem công chúa về làm vợ. Mặt khác, coi như ta giữ được con tin. Hoàng đệ, nếu như ta có bề nào thì đệ phải tìm mọi cách rửa hận cho ta và đại hoàng huynh. Đệ rõ chưa? Nhị hoàng huynh, hãy nhớ lời ta. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nên về còn hơn đi tiếp. Lão là ai? Biết ta đi đâu hay sao mà nói như vậy? Tôi là ai không quan trọng, là người sắp phải lo cho vạn người, chuyện đó mới là quan trọng. Lão biết ta là ai sao? Quay về đi. Dẫn số của ngài lẽ ra rất sáng, nếu cứ khăng khăng mà đi thì có muôn trời cứu mới thoát nạn. Thôi đi, ta không tin những chuyện bói toán dớ dẫn đó đâu. Và ta cũng đang lo cho vạn người đó chứ. Dạ bẩm hoàng tử, thần đã cho rau khắp chợ cùng quê, nhiều người tới lắm. Nhưng ai nghe qua câu chuyện cũng sợ quá rút lui rồi ạ. Chẳng lẽ cả nước không có ai can đảm hay sao? Dạ bẩm, có một tên ở ngoài cổng thành đang năn nỉ xin vào ạ. Bao cho vào. Dạ bẩm, hắn chỉ là một tên dân đen nghèo hèn rách rưới, thần sợ hắn làm ô uế sân rồng nên không dám cho vào. Ta cần đầu óc chứ không cần diện mạo của hắn. Cho vào. Tuân lệnh. Thần khấu kiến hoàng thượng. Ta miễn lễ, đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Sao ta thấy người quen quen? Bẩm hoàng thượng, chắc tại hoàng thượng gặp nhiều người nên thấy hao hao như vậy. Thần ở một nơi rất xa, và đây là lần đầu tiên thần tới nơi này. Lần đầu à? Sao ta thấy người giống một người mà ta đã từng gặp? Cũng vì sự kiêu căng và ngạo mạn của hắn mà đã bị ta nhốt vào ngục, uất hận mà chết. Sao, ngươi biết luật rồi chứ? Dạ, thần đã rõ. Tốt, vậy thì bắt đầu thôi. Hạ nhân là mồ côi, bái kiến hoàng tử. Mau đứng dậy đi. Đa tạ hoàng tử. Mồ côi, ngươi xin ứng tuyển mà ngươi biết thử thách chưa? Dạ, dạ bẩm hoàng tử, hạ thần từ xa mới tới, chỉ biết là có cơ hội thử thách chứ thật lòng chưa biết là phải làm gì. Câu chuyện của hai đại huynh ta trong dân gian ai cũng đều biết, vậy mà ngươi... Để ta kể cho ngươi nghe. Số là bên nước Lân Bang, nhà vua có một cô con gái rất là đẹp, nhưng không bao giờ mở miệng nói chuyện. Cha nàng cho chuyện, nếu như ai làm cho nàng mở miệng nói chuyện thì gả con gái cho người đó, còn nếu thất bại thì sẽ bị tống giam vào ngục suốt đời. Làm cho công chúa nói được. Công chúa là một người sắc nước hương trời, và biết bao nhiêu chàng trai về háo thắng đã lâm vào tình cảnh thất bại. Chẳng lẽ
các hoàng tử hoàng huynh của điện hạ. Cha ta có tất cả 3 người con trai. Trước khi mất, cha ta có căn dặn không một ai được bước chân qua biên giới. Tuy nhiên, ở trên đời này, thứ gì càng bị cấm thì thường càng gây tò mò. Đại hoàng huynh của ta sau khi lên ngôi đi săn, không may đi qua biên giới tới tận kinh thành nước Lân Bang. Ta là vô nước Lân Bang sinh ra mắt hoàng thượng. Vậy ra đây là tân quốc vương mới lên ngôi của nước láng giềng ta đây sao? Dạ bẩm không sai. Tiếng lành đồn xa, công chúa đúng là đổ nước nghiêng thành. Thần cũng muốn có một cơ hội. Tiếng lành à? Chẳng lẽ là ngươi chưa biết luật? Ta nghe nói là phải làm cho nàng nói được. Trên đường tới đây, ta cũng nghe đồn nhiều người không làm được điều đó đã bị tống giam, thậm chí là uất hận mà chết. Ta nghĩ cũng đáng, nếu như muốn kết nghĩa trăm năm nhưng mà không làm cho vợ mình nói được, chết là phải. Nói hay lắm. Có khí khái. Ta nhất định sẽ làm cho nàng không chỉ nói cười mà còn quy phục quyến luyến ta. Mối lương duyên này vừa kết tóc xe tơ mà vừa kết tình giao bang của hai nước. Nếu như ngươi thất bại thì ngục thất là chỗ chôn thân của ngươi suốt đời. Không có chuyện thiên vị ở đây. Ta chấp nhận. Hôm đó huynh trưởng của ta được diện kiến công chúa, hai người đối ẩm, nhưng hoàng huynh của ta vẫn không có cách nào làm cho nàng mở lời. Dạ bẩm hoàng tử, nàng công chúa đó không bao giờ nói sao? Nghe nói là như vậy. Cho tới khi gà gáy ban sáng, huynh trưởng ta bị lính ập vào và bắt tống giam vào ngục. Sau đó huynh trưởng của ta vì uất ức mà chết. Nhị hoàng huynh của ta biết như vậy đã tìm cách trả thù. Ta chỉ sợ nhị hoàng huynh của ta sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Vậy hiện tại mà triều đình muốn tuyển phải đi cứu đương kim thái tử. Phải. Người phải cấp tốc qua nước láng giềng tìm cách để cứu nhị hoàng huynh của ta. Nếu giúp nhị hoàng huynh của ta làm công chúa nói được, đem về đây làm con tin thì sẽ được làm quan lớn. Còn nếu thất bại thì sẽ phải bỏ mạng nơi đất khách. Dạ được. Mồ côi tôi xin vị hoàng tử mà sẽ thử một chuyến xem sao. Được. Ta truyền lệnh ban cho ngươi hành trang, tiền bạc nửa tốt, gấp rút sang biên giới. Hạ nhân xin đa tạ hoàng tử. Cái gì? Thử tài hả? Dạ. Ngươi ngó lại bộ dạng của ngươi coi, công chúa thấy ngươi có môn mà mắt ói chứ nói gì. Điều kiện là làm cho công chúa nói, chứ đâu bắt buộc bộ dạng làm sao đâu. Nếu như tôi không làm được cho công chúa thốt nên lời thì bị chém đầu tôi cũng chấp nhận mà. Thời buổi gì mà có nhiều tên chán sống gì không biết. Vô đi. À, cho hỏi, những người đi ứng thí ở cùng một nơi trong cung phải không? Phải. Ngươi đi vô đi rồi quẹo phải. Dạ, đa tạ. Xin chào ngài. Tôi là người từ nước Nam tới. Nhìn ngài tôi đoán chắc cũng là đồng hương. Ngươi cũng muốn thử tài hay sao? Vậy thì tôi không làm. Xin thứ lỗi nếu như câu hỏi đường đột. Xin hỏi ngài có phải là đương kim thái tử? Tại sao ngươi biết thân phận của ta? Xin thái tử nói nhỏ, tôi nhận lãnh ý chỉ của hoàng tử Úc tới đây hợp cùng thái tử. Hoàng tử lệnh cho kẻ tiện dân tới đây cùng thái tử an toàn trở về. Hoàng đệ em ta? Dạ. Vậy ngươi còn cao kiến đâu khác không? Dạ bẩm, xin cùng được người bàn thảo.
Bẩm công chúa, công chúa có nghe gì chưa? Bữa nay có mấy người xin thi nữa đó. Hay là công chúa nói vài câu để cứu người ta đi công chúa. Em biết là công chúa không có cố ý, nhưng mà em nghe nói lần này có thái tử là em trai của vua nước láng giềng tới xin thử. Bệ hạ chắc lại sẽ giết chàng nữa quá. Lúc đó hận thù của hai nước lại càng dâng cao nữa cho coi. Em biết từ lúc thái hậu mất, công chúa buồn rầu không muốn nói chuyện. Nhưng mà em xin công chúa hãy mở lời để không có thêm nhiều người nữa bị tống giam vô ngục nha công chúa. Ngươi nói sao? Ngươi chứ không phải ta thử trước hả? Dạ. Bẩm hoàng tử có lệnh cho kẻ tiện dân phải bảo đảm an toàn tính mạng cho thái tử. Nếu có bị chém đầu thì tôi xin lãnh phần đó, nhưng tôi sẽ cố gắng mang công chúa về cho thái tử. Muôn tâu hoàng thượng, hạ thần là thuộc hạ của chủ nhân đây. Hôm nay xin thay mặt của chủ nhân để ứng thí. Thay mặt à? Ngươi đúng là ngạo mạn đó tên kia. Ngươi nghĩ tên ngốc ngươi có thể làm con ta mở miệng hay sao? Dạ tâu hoàng thượng, chủ nhân của thần không có ý đó, nhưng thần là thuộc hạ, đã nguyện rơi đầu thay cho chủ nhân. Nhưng nếu thắng thì bệ hạ sẽ thấy công chúa về nơi xứng đáng. Vì một kẻ hầu người hạ như thần mà còn làm công chúa nói được thì chủ nhân của thần thông tuệ tới mức nào? Được lắm, bắt đầu đi. Dạ muôn tâu hoàng thượng, thú thật là đi đường xa tới đây thần đói quá. Xin hoàng thượng cho thần được nấu một bữa cơm, ăn cho khỏe trí rồi sẽ tính tiếp. Người nói cái gì? Người muốn ăn à? Dạ bẩm hoàng thượng, không cần phiền quân hầu. Xin cho thần củi lửa và một lon gạo, thần sẽ tự nấu cơm ăn. Trời, hắn tự nấu cơm đây luôn hả? Không biết hắn định làm gì đây. Thôi được, truyền cho hắn mượn nồi niêu gạo củi. Xin đa tạ hoàng thượng. Sao vậy ta? Người ngu quá, kiếm thêm cục đá để kê lên mới được chứ. Dạ đa tạ công chúa. Đa tạ công chúa. Chàng thông minh thiệt,
đũa vô thì mới đổ nước được chứ. Người ngốc quá đi à. Công chúa đã nói ba lần rồi. Công chúa đã nói ba lần rồi. Thái ngươi tử làm tốt lắm. Cuối cùng tấu hoàng thượng nói được kìa. Công chúa đã nói chuyện với thuộc hạ của thần đến ba lần rồi. Ta không chấp nhận. Các ngươi phạm luật, các ngươi gian lận, không đời nào ta gả con cho các ngươi. Bẩm hoàng thượng, người làm vua không nên nói hai lời. Nếu hoàng thượng nói vậy, thần xin thử lại. Ta là vua mà, ta muốn nói mấy lời thì nói. Lính đâu? Dạ. Giam hai tên này xuống ngục cho ta. Dạ. Xin thái tử tha tội, vì đã không giúp được mà còn làm hại thái tử. Ngươi đừng có nói vậy. Ta thấy ngươi là một nhân tài, ta thấy kế của ngươi rất hay. Muốn làm người ta thốt nên lời thì chỉ cần chọc tức điên người ta lên. Có vậy mà biết bao nhiêu người cũng không nghĩ ra. Đa tạ thái tử, nhưng dù sao thì kết cục là ngài vẫn bị tống vô ngục. Một khi tên hoàng thượng đó đã muốn như vậy thì dù ngươi có làm được hay không, hắn cũng tìm cách để giết ngươi thôi. Hoàng tử Út chắc đau lòng lắm. Tôi thật vô dụng. Ngươi không cần phải dằn vặt mình, hãy ngủ một giấc thật ngon đi, mai chúng ta bàn thảo tiếp. À, thái tử, hay là mình tìm cách trốn khỏi nơi này. Tầng tầng lớp lớp lính canh, người nói làm sao mà trốn. Dạ bẩm công chúa, người nỡ nhìn hai chàng trai trẻ tài giỏi đó bị chém thiệt hả công chúa? Mà công chúa cũng thấy đó, người đã nói được với chàng trai đó ba câu mà trước giờ có ai làm được chuyện đó đâu. Mà bệ hạ cũng kỳ nữa, người ta thắng thì phải công nhận người ta thắng chứ. Làm vua mà nói phải giữ lấy lời, nói mà không giữ đúng lời như vậy thiên hạ người ta đàm tiếu rồi sao? Chết rồi. Dạ bẩm công chúa, em xin lỗi công chúa, em đã khi quân phạm thượng, xin công chúa hãy tha mạng cho em. Nhưng mà thiệt tình á, em không có nỡ nhìn thấy người chết quan mà không có cứu. Công chúa, hay là người xin với hoàng thượng á, cho hai người đó được thử tài thêm lần nữa được không công chúa? Công chúa. Thái giám, bữa nay á nhìn ngài thật là oai phong. Bữa nào cũng như bữa nào, mắc mớ gì bữa nay? Có chuyện gì nói. Bởi vậy ngài thông minh trí tuệ hơn người, hỏi sao mà hoàng thượng không sủng ái, đúng không? Mà nghe thái giám, em nói nghe nè, là hai cái chàng mà tranh tài làm công chúa nói được đó, mình có cách nào mà cứu hai chàng nó được không? Ủa, mắc mớ gì cứu? Ủa, bọn ngươi là tay trong hả? Trời ơi, tay trong cái gì đâu. Tại thấy người ta giỏi mà đẹp trai nữa, mà chết như vậy thì uổng quá. À, hiểu rồi, thích rồi chứ gì. Không có cách nào cứu hết. Thôi mà, ngài thái giám
được nhà vua trọng dụng quá chừng. Hay là ngài thái giám bỏ nhỏ với lại hoàng thượng, cho hai chàng được phép thi lại, có được không? Có cứu được á thì cũng tưởng lấy được chắc. Mơ đi. Chuyện bên nhà của tể tướng sao rồi? Cha mới vừa nằm xuống mà ba đứa con đã đòi chia chác với nhau, thiệt là không ra thể thống gì hết. Nghĩ tới chuyện này ta mệt đứt hơi. Phải chi đừng có dính dáng gì hết, dẹp hết cho xong. Dạ muôn tâu hoàng thượng. Nghe nói là ba người đó sắp kéo vô đây để nhờ hoàng thượng phân xử cho việc thừa kế. Bởi vì không ai chịu ai, rồi tự chia chác tài sản. Lẽ ra chúng không nên phiền ta. Muốn cái gì thì qua án sát sở tại mà kêu đòi. Dạ, dạ bẩm hoàng thượng. Nhưng mà con tưởng là quốc vương cũng là chú ruột của dạ bẩm công chúa. Con của ta, có chuyện gì không? Dạ, muôn tâu hoàng thượng. Công chúa muốn xin hoàng thượng cho hai chàng trai cơ hội thử thách lại một lần nữa. Cái gì? Cho cơ hội chúng thi lại, lỡ chúng thắng thì công chúa phải qua nước họ làm dâu hay sao? Con có biết như vậy nghĩa là con phải qua làm con tin bên đó hay không? Dạ bẩm hoàng thượng, nhưng mà hai chàng trai đó rõ ràng là thắng rồi mà. Ai cho phép người nói? Dạ bẩm, đó không phải là ý của con, mà đó là ý của công chúa muốn nói. Đó, hoàng thượng thấy đó. Công chúa nói á, đường đường là quân vương của một nước thì không thể nói hai lời, thiên hạ người ta sẽ cười chê. Ngươi, lỡ cho chúng thử, chúng mà thắng, con có chịu đi xa không? Dạ bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy cho thử lại một lần nữa. Thần đảm bảo sẽ không bao giờ thắng nổi, thần thề. Không lẽ chúng ta được thả? Tên hôn quân đó không tốt như vậy đâu. Đứng dậy, cả hai. Mình đi đâu vậy lính? Đi chết chứ đi đâu. Ra. Bẩm hoàng thượng, phạm nhân tới. Quỳ xuống. Khấu kiến hoàng thượng. Theo lời cầu xin của con gái ta, ta chấp nhận cho các ngươi thêm một cơ hội sống. Nếu hai ngươi làm cho con gái ta mở miệng thêm một lần nữa thì ta sẽ tha tội và gả công chúa cho ngươi. Bẩm hoàng thượng, điều kiện đó là gì? Được, các ngươi cứ quỳ đó đi, từ từ rồi ta sẽ ra điều kiện. Nhưng trước khi ta ra điều kiện, ta có một câu chuyện muốn kể. Chuyện là tể tướng đương triều là anh trai của ta vừa mới qua đời. Con của tể tướng, tức là cháu ruột của ta, đang nhờ ta phân xử việc thừa kế sản nghiệp mà anh trai ta để lại. Nếu các ngươi thật sự tài giỏi thì phải giúp cho ta phân xử làm sao mà công chúa phải thốt lên lời. Dạ bẩm hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng đã cho thêm cơ hội. Chẳng hay các con của tể tướng muốn phân xử thế nào mà phải cậy tới hoàng thượng? Là vì tể tướng để lại gia tài cho ba người con mà chia làm 6 phần. Người con lớn muốn 3 phần, người con kế đòi 2 phần, em út còn lại 1. Nên hai người em không chịu, nên tới đây làm phiền hoàng thượng đó. Theo ngươi thì ta phải xử thế nào cho chúng yên đây? Dạ bẩm hoàng thượng, tiện dân thấy rất là dễ. Nói dễ sao? Nói đi. Tể tướng chia như vậy là đúng rồi. Đúng cái gì mà đúng? Sao? Sao ngươi nói vậy là đúng? Dạ khải bẩm hoàng thượng, theo như lẽ thường thì người con nào sống lâu với ba mẹ nhất thì sẽ được chia nhiều nhất. Theo đó thì người con cả được sinh ra trước nên ở chung với ba mẹ nhiều nhất, đương nhiên phải được 3 phần. Tiếp theo đến người con thứ hai sinh ra sau, ở ít hơn thì sẽ được 2 phần. Người con út sinh muộn nhất trễ nhất, ở ít nhất là được 1 phần. Tể tướng phân chia như vậy đã quá sáng suốt anh minh rồi thưa hoàng thượng. Sai rồi. Sản nghiệp đó phải chia làm 3 phần, mỗi người 1 phần mới đúng chứ. Như vậy mới là công bằng.
Dạ khởi bẩm công chúa, thần cũng nghĩ vậy. Dạ thưa hoàng thượng, công chúa đã mở lời, xin hoàng thượng hãy giữ lời hứa cho chủ nhân của thần là thái tử nước Nam được trước công chúa về dinh. Sao? Thái tử nước Nam? Dạ phải thưa hoàng thượng. Đệ của ta không quên quýnh đã trở về. Xin công chúa đừng khách sáo, mừng ngày đoàn tụ, chúng ta hãy mau làm lễ kế vị rồi cử hành quốc hôn. Để có được ngày vui hôm nay, công lao là do hiện tại mà hoàng đệ đã cử đến để cứu gia. Ta sẽ phong cho ngươi một chức quan. Hay lắm, nhưng nên để cho anh ta chọn. Nè, ngươi muốn gì hả? Hiện tại của ta. Dạ bẩm hoàng tử, tôi chỉ muốn xa quê lập nghiệp một thời gian, kiếm một số vốn rồi trở về quê an vui với ruộng đồng. Xa quê cũng lâu rồi, càng đi càng thấy nhớ, nên tôi muốn quay về quê. Nhưng mà ta thì lại muốn giữ ngươi ở bên cạnh để phò du giúp nước. Bẩm hoàng tử, khi nào người có việc cần tôi sẽ lai kinh tức thì, còn thường ngày chỉ muốn quanh quẩn trong làng vui cùng anh em bằng hữu thôi. Nếu đó là ước nguyện của ngươi thì ta sẽ không ép. Ta sẽ giao cho ngươi một chức quan để hưởng bổng lộc triều đình. Khi nào có chị, hãy lập tức hồi kinh giúp ta luận bàn việc nước. Bẩm thái tử, thần tuân mệnh vì việc, nếu thái tử cần thì thần sẽ lập tức có mặt, nhưng riêng chức quan thì cho thần xin cứu. Thần chỉ muốn làm một nông phu bình thường thôi. Dạ bẩm công chúa, em có cái này nói, công chúa đừng có trách em nha. Em muốn đi theo chàng. Nàng, nàng muốn theo ta sao? Nhưng ta chỉ là một kẻ mồ côi nghèo kiết xác, lại không có một miếng đất cắm dùi nữa. Sao cũng được, chàng cho em theo với. Em đòi theo hầu công chúa vì cứ tưởng đi qua bên đây sẽ được ở gần chàng. Chàng về quê thì em biết phải làm sao. Người cũng thiệt là, người bỏ đi như vậy, còn ta thì sao? Nàng đừng lo, tam cung lục viện thiếu gì tỳ nữ, họ sẽ hầu hạ nàng chu đáo, nàng yên tâm đi. Dạ em cũng biết, em với công chúa nào giờ tình thân, nhưng công chúa đã có thái tử rồi, lại có biết bao nhiêu là kẻ hầu người hạ. Còn em chỉ có mình chàng thôi à. Nếu không phải chàng á thì em nguyện ở giá suốt đời luôn. Nhưng mà theo ta cực khổ lắm, ta sợ nàng sẽ chịu không nổi. Được đi theo chàng á, có chết đói em cũng chịu. Cũng tại ngươi tin anh phát tiết ra ngoài, làm người ta nhất quyết rồi. Chạy trời không khỏi nắng, dẫn vợ về quê đi. Đa tạ thái tử. Nhưng mà em biết á, công chúa sẽ không đời nào để cho em thiếu thốn. Công chúa, công chúa cho em hồi môn nhiều nhiều, để em phụ chàng buôn bán. Với lại các hoàng tử á, tặng gì mà chàng không lấy thì cứ đưa hết cho em. Của ta rồi. Dạ. Thầy nhớ nhà quá. Mập. Còn nhớ tôi sao? Nhớ sao không nhớ. Sao khỏe không? Khỏe. Bộ cối. Ai đây? Giới thiệu với bạn, đây là vợ tôi đó. Tôi biết rồi. Ủa mà vợ bạn đâu, sao ngồi đây mình vậy? Báo cho một tin mừng á, là vợ tôi mới hạ sinh một hai con trai dễ thương giống như tôi vậy nè. Vậy hả? Chúc mừng ông nha. Sẵn ông mới về đây á, ông về nhà tôi trước á, là mừng cho con tôi, sau là mừng ông xong hỷ lâm môn. Ừ được đó. Thì được, mình đi nha. Dạ.
Tiếp chiều của đệ đi chứ. Đệ ra tay nhanh quá sao mà đỡ kịp. Ta chịu. Sao vậy huynh? Ngày nào cũng đầy sách thôi, đâu có luyện võ. Khoan đã, huynh nhìn kìa, ông đó có vẻ lạ lắm. Ờ ha, nhìn cũng lạ. Qua đó xem. Xin cho hỏi, con chim này là con chim gì vậy? Chắc là để nuôi lấy tiếng, chứ không phải là để ngắm. Tại vì nhìn con chim này không được đặc sắc. Chim này không phải để ngắm, mà cũng chẳng phải để nghe. Nếu nó để ăn thịt á, thì cũng nhỏ quá, bỏ bụng cũng chẳng dính kẻ răng nữa. Chim thần ăn đâu cần cầu no. Chim thần hả? Nếu như nó không cầu no thì cầu gì? Ai ăn được chim thần này sẽ được làm vua. Làm vua? Nói vậy, nếu như cả hai huynh đệ chúng tôi cùng ăn thì cả hai cùng làm vua hả? Ta nói như vậy, tin hay không là tùy các ngươi. Vậy con chim này là bao nhiêu tiền? 4.000 quan, không thêm không bớt. Đưa về nuôi đúng 3 tháng 10 ngày mới được ăn. Chỉ cần ăn một miếng, tự khắc phú quý sẽ trùm thiên hạ. Vậy ông có chắc là anh em tôi đều được làm vua không? Đã mua thì không được ngờ, đã ngờ thì được mua. Không phải có tiền là mua được con chim này đâu. Cũng không phải đã mua là ăn được thịt chim. Phải có duyên, có số, phải có tài. Chim này thì đằng nào cũng không thể dành cho kẻ tầm thường được đâu. Hai người về đi. Ông nói có thật không vậy? Ông ta đã nói, đã mua thì đừng ngờ đâu mà. Quýnh nhìn kìa. Ủa, ông mới đó mà, đi đâu mất tiêu rồi? Lỡ như ông đó ông lừa mình thì sao? Quýnh thì thấy ông thật, ông rất bất cần, để không thấy sao? Thì ổng muốn lừa mình, ổng phải làm như vậy chứ. Vấn đề là ổng không có kêu mình mua. 4.000 quan lận đó, nếu như mẹ biết mình lấy 4.000 quan tiền để mua con chim đó, mẹ chửi mình chết. Đây muốn làm vua thì phải nghĩ lớn, đừng có lèm bèm nữa. Vấn đề ở đây là làm sao mình lấy tiền trong rương của mẹ mà mẹ không biết. Huynh muốn có con chim đó. Hai đứa mua con chim xấu quắc này đó hả? Muốn mua chim sao không nói mẹ mua cho? Không đâu mẹ, con chim này không phải là con chim thường đâu. À, con muốn từ nay Võ Xuân không làm việc gì ở trong nhà mà phải lo cho con chim này. Xuân ơi Xuân. Nè, con Xuân không làm gì hết, chỉ lo cho nó thôi đó hả? Vậy là nó hơn mẹ rồi đó con. Nói cho mẹ nghe coi, con chim này có cái gì mà quý giá dữ vậy? Dạ, cậu kêu con. Tụi ta có chuyện về nhà vài ngày, phải trở lại trường. Con chim này ta giao phó cho người. Phải, cho ăn uống đầy đủ, tắm rửa kỹ càng,
tuyệt đối canh chim, không được lơi mắt. Ngoại trừ mẹ của ta thì không cho ai được phép đụng vào. Nếu có chuyện gì phải báo ta ngay lập tức. Ngươi phải chăm lo cho con chim này cho tốt. Sau 3 tháng 10 ngày ta sẽ thưởng cho ngươi 3.000 quan tiền. Nhưng nếu làm cho nó chết hoặc là bay mất thì ta quyết trị tội không tha. Nè 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 nè, nói cho mẹ nghe coi, cái con chim này nó quý giá chỗ nào? Nếu không á thì mẹ đành phải nghĩ hai đứa con của mẹ học quá nên quá khùng rồi đó. Ừ. Mẹ ơi, chỉ cần mẹ phụ con chăm sóc nó thì sẽ có ngày mẹ sẽ tha hồ hưởng phúc. Dạ, dạ, hai cậu cứ yên tâm đi học, để con chim này cho con chăm sóc cho. Ừ. Nhìn thần thái của sư phụ á, có vẻ là sư phụ biết được một điều gì ảo diệu lắm đây. Ta vừa bấm độn, biết được ở phía nam có một con chim quý. Ai ăn thịt được con chim đó sẽ được lên làm vua. Ta sẽ tìm được nó sớm thôi. Ăn thịt chim sẽ làm vua. Vậy sư phụ mau mau đi tìm nó đi. Việc nhà đã có đệ tử lo rồi. Sư phụ á mà làm vua là đệ tử được thêm lấy. Tao vậy hả? Mang hết đất đai ruộng vườn nhà cửa, ta sẽ không cần trở lại đời sống này nữa. Còn ngươi, tìm chỗ nào lánh thân, ở đó đợi ta. Sau khi ta đăng cơ rồi, sẽ có chỉ dụ tìm ngươi sớm thôi. Thần tuân chỉ, thưa bệ hạ. Ngày nào cũng như ngày nấy, không có gì mới lạ, thiệt là chán chường. Bà chủ ơi, bà chủ coi nè, con chim á càng ngày càng tròn, lông nó mượt hơn so với lúc mới đem về á bà. Mượt thì đã làm sao chứ, ta ghét cái màu xám xịt của nó nhất đó. Được có hai thằng con thì cứ vắng nhà biền biệt hả. Lúc về á thì không lo làm cho mẹ vui, chỉ lo chăm bẩm con chim này. Trời, con thấy bà là sướng nhất rồi, không có ai được bằng bà hết á. Bà không phải làm gì, cũng không có việc gì phải lo toan hết á. Ngươi thử không phải làm gì, không phải lo toan thử coi có sướng không. Xin chào, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Dạ, có gì không? Tôi là thương buôn, muốn tìm kiếm khách hàng để buôn bán. Ở đây tôi thấy nhà kính cổng cao tường, chắc là giàu có lắm. À, vậy anh tìm đúng người rồi. Bà thích mua đồ nữa, tôi nghĩ là bán được á. Trong nhà có đàn ông không? Ủa, mà anh hỏi với chi vậy? Tôi hỏi để tiện buôn bán thôi. Bà chủ tôi có hai đứa con trai, mà hai cậu đi học rồi, không có ở nhà hết á, có tôi với nhỏ người làm không à. Vậy phiền anh vô nói với bà chủ giúp tôi. Được. Dạ, thưa bà chủ. Chuyện gì đó? Dạ, có người tặng quà cho bà chủ. Hả? Cái gì? Ai có quen biết gì không mà tặng quà cho ta? Dạ, ổng là một thương nhân từ xa, nghe danh bà chủ lặn lội tới đây tìm. Nghe danh ta? Dạ. Ta thì có danh gì chứ. Ổng đâu rồi? Dạ, ổng ở ngoài bà chủ. Bà chủ, cho vô bà chủ. Bà chủ ơi, hai cậu không có ở nhà, mà hai cậu dặn con phải chăm sóc con chim này cho kỹ, không có cho người lạ vô, lỡ có chuyện gì rồi sao bà chủ? Cho vô. Dạ. Mời chàng vô nhà. Nàng vô đi. Chàng ngồi đi. Sao mình không có ưa cái tên này? Nhìn cái cách đáng ngờ lắm nha, dám kêu bà chủ bằng nàng. Đã vậy
còn hỏi con chim của mình nữa chứ. Trời, lỡ hai cậu mà biết được chuyện này á là mình chết. Phải đem con chim tuốt ra sau nhà, rồi mình kêu ông ấp canh phụ mình. Đẹp quá. Màu này đẹp thiệt đó chàng. Đẹp là nhờ được ướm lên người của nàng. Chàng nói quá rồi. Xưa nay người ta chỉ nói người đẹp nhờ lụa, chứ có ai nói lụa đẹp vì người bao giờ đâu. Vì người đặt ra câu đó không nhìn thấy nàng lúc này. Miếng lụa này nếu không phải là nàng, thì dẫu có là hoàng hậu Dương Phi cũng là đồ bỏ. À, thiệt sao chàng? Vậy tới bây giờ thiếp mới được gặp chàng, có nghĩa là thiếp đã phải chịu mặc đồ xấu, đeo trang sức xấu bao nhiêu năm nay rồi sao? Xấu thì không xấu, nhưng từ nay nàng sẽ là xu hướng. Tất cả đàn bà phụ nữ hễ nhìn thấy nàng là đều bắt chước theo nàng. À, thiếp thích như vậy lắm. Chàng ơi, chàng ở lại đây bao lâu vậy? Tùy nàng muốn ta ở lại bao lâu. Vậy chàng ở lại đây lâu lâu nha. Được lựa đồ nè, được nói chuyện với chàng, thiếp thấy vui gì đâu á. Trời, bà chủ hơn ổng cả chục tuổi mà cứ thiếp thiếp chàng chàng, ghê quá à. Hai cậu chủ về mà biết được thì sao trời. Phải dè chừng coi hắn có mục đích gì khác không. Đẹp quá chàng ơi. Nàng ơi, một mình nàng ở trong ngôi nhà rộng lớn vậy chắc là quạnh quẻ lắm. Còn phải nói, bởi vậy thiếp chán đời, tối ngày ra vô, ngoài mua sắm ra thì chẳng còn niềm vui nào khác. Nhưng mà giờ gặp được chàng, vui thiệt là vui. Sao nàng không trồng bông trồng hoa, hay là nuôi chim thú cho nó vui? Ba cái đó mà vui cái gì, giờ giấy muốn chết hả? Nghe nói nhà nàng có con chim quý lắm, sao ta không thấy? Có, nhưng mà không phải của thiếp. Hai thằng con của thiếp đi mua ở đâu về á, rồi cắt cử riêng một đứa tớ gái để trông coi. Mẹ nó thì bỏ bù lăng bù lóc, còn con chim xấu xí đó thì được chăm bẩm từng chút một. Bởi vậy thiếp chán dữ lắm. Chắc hẳn là con chim quý lắm, nàng cho ta xem qua được không? Được chứ, chuyện đó dễ mà. Xuân. Dạ. Vô tao biểu. Dạ ba gọi con. Người đem con chim vô đây cho ta. Dạ bấm bà, không có được. Trời ơi con nhỏ này, bà kêu mày mau đi ra đem con chim vô đây. Dạ bấm, hai cậu dặn con như thế nào á thì bà cũng biết rồi đó. Tuyệt đối không cho người lạ nhìn ngó con chim, lỡ có gì á tánh mạng con khó toàn. Con không dám đâu bà ơi. Con nhỏ này muốn làm mất mặt ta sao? Ta kêu đem vô ta coi. Dạ bẩm bà, nếu có một mình bà thì đâu cần kêu con, mà ngặt nổi có người lạ ở đây nên ngươi. Thôi nàng đừng ép nó, dù sao nó cũng nghe lời chủ thôi mà. Cứ đi đi, đi đi. Nhà này rít rồi loạn hết à. Hai đứa con, rồi bây giờ kẻ ăn người ở cũng phản mình nữa. Chàng coi đó, thiếp cô đơn lắm. Chàng ở lại đây với thiếp lâu lâu nha. Nàng đừng lo, từ nay sẽ có ta ở bên cạnh nàng. Sao mà lâu dữ vậy? Làm người ta chờ muốn chết luôn hả? Ủa? Sao vậy chàng?
Bộ có chuyện gì hả? Đúng là có chuyện. Ta không muốn rời xa nàng, nhưng... Rời xa? Chàng sắp đi sao? Ta sắp đi xa rồi, cho nên ta tới đây để từ biệt nàng. Không được, không đời nào. Không gặp thì thôi, bây giờ gặp chàng rồi, chàng bỏ đi như vậy, làm sao mà thiếp sống nổi? Suy đi tính lại, ta thấy sống lang bạc kỳ hộ quen rồi, nay tự buộc mình vào một chốn không quen. Nàng thương ta, nàng hiểu cho ta, nhưng còn con nàng, rồi người ăn kẻ ở trong ngôi nhà này, họ đâu có xem ta là người đàn ông của nàng. Đứa nào không chấp nhận, thiếp đuổi hết. Nhà này là nhà của thiếp mà, chàng lo gì chứ? Nhà của nàng thì đúng rồi, nhưng chỉ một chuyện cỏn con như vậy, nàng biểu tụi nó đem con chim lên cho ta xem, mà tụi nó không chịu làm, huống gì... Mà thôi, ta không muốn làm nàng khó xử đâu. Từ biệt nàng. Chàng, tưởng gì? Thì ra chuyện đó làm chàng nghĩ ngợi hả? Nếu mà chàng muốn, thiếp làm tới nơi cho chàng coi. Chàng muốn thiếp làm gì? Chàng nói đi. Nàng làm tới nơi gì ta? Ừ. Thí dụ như là làm con chim cho ta ăn thịt, nàng dám không? Chuyện nhỏ, gà thiếp còn mần cho chàng ăn được nữa. Con chim đó nhỏ xíu bằng cái nắm tay như vậy thì có khó gì. Chàng muốn ăn á, thiếp mua nguyên một tá về nấu cho chàng ăn cho đã luôn. Ta không phải là thèm thịt chim, mà ta chỉ muốn nàng chứng tỏ cho ta thấy nàng quyết liệt vì ta như thế nào, để ta suy xét con có nên từ bỏ đời sống giang hồ vì nàng hay không. Vậy tức là chỉ cần chàng ăn được thịt con chim đó thì chàng sẽ ở lại đây đời đời kiếp kiếp luôn đúng không? Ta sẽ vì nàng từ bỏ đời sống giang hồ. Vậy thì trưa mai chàng tới đi ha. Thịt con chim đó sẽ là một món trong thực đơn đãi chàng. Thì xong rồi đó, Quynh muốn về thì về đi. Nhìn Quynh chán quá. Tự nhiên sáng nay thức dậy ta thấy lo lo làm sao á. Ê, có con cá kìa, mình bắt về ăn đi. Khoan, chim sa cá lụy. Trời không mưa cũng không lụt mà cá nhảy lên bờ. Đây không phải là điềm lành. Để chỉ nghe nói nào giờ thôi, bữa nay mới được tận mắt chứng kiến. Mình phải xin thầy về nhà gấp. Tụi con về rồi nè mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Cậu ơi, cậu. Con Xuân nè cậu. Hai cậu, hai cậu ơi. Con Xuân nè. Hai cậu. Sao vậy? Dạ, dạ xin hai cậu tha cho con. Con cố hết sức rồi, còn mang cái lồng chim đi giấu nữa, mà cuối cùng con buộc phải đem ra. Không thôi là bà giết con chết luôn á. Thôi được rồi, nhìn người ta cũng đoán được phần nào, ai nỡ trách. Bây giờ bà nghe lời ông đó lắm, không ai nói được đâu hai cậu ơi. Nói tóm lại bây giờ con chim đang ở đâu? Dạ đã bị giết, đang kho dưới bếp á, đợi ổng qua ăn. Còn bà thì đi đón ông ta rồi hai cậu ơi. Bây giờ sao đây Quynh? Còn tính sao nữa, huynh đệ mình chia nhau ăn. Dạ. Ờ. Ngon quá đệ Quynh. Sao tự nhiên ta thấy người ta bay bổng, đầu óc ta minh mẫn và sáng suốt hẳn ra. Vậy là hiệu nghiệm rồi đó. À. Để sao vậy? Đại huynh. Hả? Tự nhiên để thấy trong người đệ khỏe khoắn, sức lực tràn trề lắm.
Vậy là đã có hiệu nghiệm. Nhưng mà đại huynh, hả? Lỡ bây giờ mẹ về thì sao? Còn sao nữa, đi trốn thôi. Theo như lời con Xuân kể thì mẹ đã ăn phải bùa mê của lão đó. Giờ chúng ta ăn hết phần của lão, chắc chắn mẹ sẽ không tha. Nhưng mà còn con Xuân nữa, bây giờ phải làm sao? Thì huynh đệ mình cho con Xuân một ít tiền để đi kiếm chỗ khác, vì con Xuân nó không thể ở trong căn nhà này nữa. Có lý lắm. Vậy thì bây giờ mình trốn lên nhà của thầy đồ ha? Không được. Nếu mình trốn trong nhà thầy đồ thì trước sau mẹ cũng sẽ tìm ra huynh đệ mình để mà trị tội thôi. Theo ta nghĩ, chúng ta phải đi một nơi thật xa. Đợi khi nào mà mẹ nguôi giận thì hai chúng ta sẽ về tạ tội. Hay lắm. Chứ mà ở nhà, để mà gặp được thằng cha đó, để giết chả chết. Quyết định vậy đi. Khốn kiếp, hai đứa con của nàng dám hốt tay trên công chức của ta. Chàng à, xin chàng bình tĩnh. Thiếp xin lỗi chàng. Hai đứa con của thiếp thiệt là quá đáng. Ăn mất thịt con chim của chàng mà còn viết thư để lại khuyên thiếp phải dừng lại chuyện tình cảm với chàng nữa nè. Đúng là ngỗ nghịch thiệt mà. Ta mà bắt được hai đứa nó, ta sẽ giết tụi nó không tha. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Chỉ là một con chim nhỏ xíu thôi mà chàng. Xin chàng bớt giận đi. Để thiếp kêu người chạy ra chợ mua cho chàng một con chim khác bự hơn, thậm chí 10 con hay là 100 con cũng được nữa. Nàng đừng có lải nhải nữa, ta không muốn nghe. Nàng cũng biết là con chim nó quý như thế nào không? Trời ơi, cơ hội làm vua của ta bị hai đứa con nàng cướp mất rồi, cướp mất rồi. À, cái gì? Ai làm vua? Chẳng lẽ chỉ vì bị mất con chim đó mà chàng nóng giận tới phát điên rồi hả? Thôi được rồi, bây giờ chàng vô nghỉ ngơi đi, để thiếp làm vài món ngon cho chàng tẩm bổ ha. Phu ra à. Nàng tưởng ta yêu nàng thật lòng sao? Nàng tưởng à không, bà tưởng bà còn đủ sức để quyến rũ đàn ông sao? Sở dĩ tôi tới đây tiếp cận bà là vì con chim quý đó. Bây giờ con chim nó không còn nữa, bà đã hết giá trị lợi dụng rồi. Bà đừng làm phiền ta nữa. Không, chàng ơi, chàng đang nóng giận quá cho nên mới nói vậy thôi, chứ chàng cũng còn yêu thiếp mà đúng không? Chàng bỏ qua cho thiếp lần này đi, thiếp hứa là sẽ hầu hạ chàng tốt hơn mà, nha chàng. Phu ra, bà hãy lấy gương ra soi kỹ cái mặt bà lại đi. Tôi với bà tuổi tác quá chênh lệch mà. Bà đừng có nằm mơ nữa, không có ngày gặp lại đâu. Chẳng lẽ mình già thiệt rồi sao? Qua đó ngồi nghỉ đi. Dạ. Mệt quá. Nghỉ xíu đi, huynh mệt lắm rồi. Hai tên thanh niên trai tráng mà tại sao lại nằm ngủ mê man ở đây? Cả hai đều có tướng làm vua. Vậy thì ta phải mau mau đem về cung đình cho nó làm vua mới được. Nhưng mà như vậy thì dễ dàng quá đâu có được. Muốn được nể trọng thì phải được tôi luyện và chứng tỏ tài đức của mình thì thần dân nó mới nể trọng chứ. Như vậy á thì ta phải kiếm chỗ nào dầu sôi lửa bỏng. Ta thả hai chàng trai trẻ này xuống cho nó tôi luyện mới được. Hồ Biên! Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta đang nằm ngủ dưới gốc cây ở trên đỉnh đồi kia mà. Thiện ơi, Thiện,
Thiện ơi, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không vậy? Chào bá. Cậu là ai? Cậu tìm tôi có việc gì? Lão bá. Ừ, con không biết tại sao con lại ở đây nữa. Con còn nhớ là con đi chung với một người em. Tôi nghe giọng cậu rất là lạ, không phải là người vùng này. Vậy cậu từ đâu tới đây? Con... Nhưng đây là đâu vậy lão bá? Đây là Tây Quốc. Hả? Tây Quốc? Ừ. Tại sao con lại lạc tới Tây Quốc? Cậu tới đây được bằng cách nào? Con cũng không biết nữa. Rắc rối rồi đây. Tôi thấy cậu chắc cũng là đổi lã rồi. Thôi bây giờ cậu ngồi đây đi. Tôi vô tôi kiếm chút gì cho cậu ăn. Cũng không có gì nhiều đâu. Đang mất mùa cho nên đói kém lắm. Loạn tới nơi rồi. Cậu ngồi đi. Dạ. Đa tạ lão bá. Quên. Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân. Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân. Đại Quân ơi, Đại Quân. Chạy đi! Này, 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 có chuyện gì vậy? Nhanh đi! Nè! Này, 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 này! Này, này, cho tao hỏi có chuyện gì vậy? Mày bình tĩnh! Mau chạy đi! Chết tới nơi bây giờ! Tại sao? Tại sao cái gì nữa? Chẳng tin! Chạy đi! Chạy! Trời ơi, chạy đi! Coi, học trò bạch diện thư sinh mà cũng giỏi giang quá chứ. Con làm được mà, lão bá. Nhưng mà con ước gì có việc gì làm công để đổi gạo cho lão bá đỡ cực hơn. Con cũng thấy rồi đó, đói kém mất mùa, ai cũng khổ, đâu có còn làm được cái gì mà thuê mướn ai. Đành phải lên rừng chặt củi bán thôi. Con ngồi ở đó chặt củi à? Chết tới nơi rồi, đi thôi. Ủa, đi đâu? Đi lên kinh thành đòi bọn gia lại, trả lại của cải cho dân nghèo. Tụi nó chỉ biết dơ vét tư túi mà thôi. Dân các đàn xã kéo đi đông lắm, chỉ có cách đó thôi, dân đen mình mới sống được. Lão bá, vậy thì mình cùng đi. Đi đâu trên đường tới đó con gặp được em con? Được, dù sao cũng đã cùng đường rồi. Ta đi với con. Có điều con là người xứ lạ, trên đường đi loạn lạc khôn lường. Ai có hỏi á, con cứ nói con là con của ta. Dạ, con mang ơn lão bá. Ừ, cha con không may mất sớm. Nếu như lão bá không chê thì cho con xin được nhận lão bá làm cha nuôi nha, để sau này tiện bề chăm sóc. Ta thân già cô đơn, đột nhiên bây giờ có một đứa con khôi ngô tuấn tú, lại văn hay chữ tốt như thế này, còn gì tốt hơn nữa chứ. Mình đi thôi cha. Đi. Được. Đi cha. Sư Huynh ơi, Sư Huynh.
Thanh kiếm có vẻ vừa tay ta đây. Cứ cầm theo, chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng. Đại quân ơi! Đại quân! Đại quân ơi! Người phải cố gắng nha chủ soái. Tôi sẽ tìm mọi cách để đưa người về doanh trại. Người phải cố gắng sống để cùng dẫn dắt nghĩa quân. Cố gắng lên chủ soái. Khoan đã, tôi chỉ là người dân bình thường thôi. Sao ngài ấy trúng tên vậy? Không giấu gì hai người, đây là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa, bị lính triều đình truy sát, cho nên chủ soái của ta mới bị thương nặng. Coi như kế hoạch bị tan tành. Cho hỏi, kế hoạch của các vị là sao? Kế hoạch của chúng tôi là chiêu mộ dân nội loạn ở tứ xứ, rồi mới tiến về kinh thành hỏi tội bọn vua quan tham tàn. Chuyện là vậy. Quân của triều đình là dân được đào tạo bài bản, vũ khí kiếm giáp đầy đủ, nên muốn đánh thắng phải có chiến lược và chiến thuật đàng hoàng. Nếu cứ dậy xông lên, khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Ta chỉ là võ tướng bình thường thôi. Nếu ngươi có cùng ý chí, hãy cùng ta về doanh trại giúp ta được không? Tướng quân, để tính sau đi. Trước mắt hãy đưa chủ soái của anh về doanh trại nhanh để chữa trị. Đúng rồi, hai người giúp ta nha. Cứ như vậy, chúng ta tiến gần về kinh thành. Quân đi tới đâu, chiêu binh mãi mãi tới đó. Nhưng trước mắt, chúng ta hãy tìm một nơi để đóng quân. Nhưng điều quan trọng nhất là phải bảo toàn lực lượng tới khi quân ta hùng mạnh. Lúc đó, chúng ta sẽ chống trả với quân triều đình. Phải có kế sách rõ ràng như vậy, ta mới mong địch lại quân triều đình chuẩn bị lực lượng. Dạ. Tiến lên. Dạ bẩm tướng quân. Nói đi. Hiện có mấy trăm người từ các làng kéo tới xin gia nhập. Tốt lắm, lực lượng của ta đang hùng mạnh. Ta tính như vậy, chủ soái đang bị trọng thương, không biết có bình phục được hay là không. Quân không tướng như rắn mất đầu. Ta thấy vậy, tạm thời ta phong anh bạn này làm chủ soái, dẫn quân về kinh. Các ngươi có đồng ý không? Chủ soái, 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 chủ soái. Đa tạ mọi người đã ủng hộ ta, ta quyết sẽ không phụ lòng mọi người đâu. Chủ soái, chủ soái, chủ soái, chủ soái, chủ soái. Hy vọng trong chuyến đi tới kinh thành lần này, ta sẽ tìm được đứa em thất lạc của mình. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ tìm giúp cho ngài.
đó kìa. Quán ơi quán. Gì? Con Trần Tinh nó đang nằm im, hình như là nó chết rồi. Nó chết rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi. Nhưng mà Quang, con chàng Tinh này chết, còn chàng trai này chắc là người giết chàng Tinh. Rồi sau khi con chàng Tinh chết, chàng trai này cũng chết luôn. Vậy cũng tốt. Quang, chàng trai này chết sao tốt? Ta là người phát hiện ra hắn đầu tiên. Ta có công đầu, và ta sẽ đem cái đầu con chàng Tinh này về dâng lên đức vua để mà lãnh thưởng. Ủa Quang, 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 ai lãnh thưởng Quang? Ta chứ ai. Ủa sao ngộ vậy? Người giết chết chàng Tinh là chàng trai này, đâu phải là Quang đâu. Đáng ra mình làm báo cáo lên triều đình là chính chàng trai này đã giết con chàng Tinh, rồi báo lại cho gia đình của chàng trai để họ được nhận thưởng hậu hĩnh. Người đúng là một người tốt. Và người tốt thì không nên sống lâu. Ngươi xuống âm phủ và tìm gia đình hắn. Còn bây giờ ngươi thật tài giỏi, ta không ngờ ngươi mà lại võ nghệ cao cường như vậy. Vậy là đất nước thoát đại nạn rồi. Dạ, tất cả là nhờ hồng đức của hoàng thượng. Ta sẽ làm đúng lời hứa. Truyền, chuẩn bị hôn lễ linh đình để ta gả con gái ta cho ngươi. Dạ, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Bẩm chủ soái, vua hoàng đã khiếp vía trước quy danh của nghĩa quân. Lớp đầu hàng, lớp bỏ chạy toán loạn. Được, được. Nhưng càng tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy thì càng tốt. Những tên nào mà xin hàng thì tha cho về đoàn tụ với gia đình. Đa tạ chủ soái đã xả thân cùng chúng thần trong cuộc chiến tranh chính nghĩa này. Nay đã giành được đất nước về cho dân nghèo, xin được tôn chủ soái thành hoàng đế. Quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Được, ta cảm ơn các ngươi đã tin tưởng, ta sẽ không phụ lòng các ngươi. Ta không có con trai nói giỏi, nay con ta được người chồng anh dũng, ta mừng lắm. Nếu con chứng tỏ được tài năng đức độ, sau này ta trăm tuổi, ta sẽ nhường ngôi lại cho con, chàng rể của ta. Đa tạ phụ hoàng. Bẩm tấu hoàng thượng, có một chàng trai trẻ tự xưng là người giết chàng Tinh, xin được cầu kiến hoàng thượng. Lão sược, ta là kẻ giết chàng Tinh, kẻ nào dám lộng ngôn. Dạ bẩm, không biết làm thế nào mà lính coi thành lại cho hắn vào tới đây ạ. Cho hắn vào. Dạ. Nếu là kẻ xảo trá dựng chuyện thì chém đầu không tha. Vâng lệnh hoàng thượng. Hạ thần xin bái kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ. Đa tạ hoàng thượng. Tên kia, ngươi là ai? Kìa, phò mã, bình tĩnh đi. Tôi chỉ tới đây để xin lại mũi kiếm gãy rồi đi. Sao ngài lại nổi giận vô cớ như vậy? Mũi kiếm gãy là sao? Bẩm hoàng thượng, hôm đó thần có giao đấu với chàng Tinh, có đâm vào đầu của nó một nhát, làm gãy một đoạn của thanh kiếm. Chỉ cần xẻ đầu của nó ra thì sẽ biết. Nếu đúng vậy thì ai là kẻ giết chàng Tinh? Bẩm hoàng thượng, chính hạ thần đã giết chết chàng Tinh. Tên này xảo ngôn, hãy chém đầu hắn đi. Xin hoàng thượng hãy cho một người vào đây để diện kiến. Cho vào. Dạ. Vào đi. Dạ, kẻ hèn xin tham kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ. Dạ.
Thưa quan, chắc quan còn nhớ kẻ hèn này chứ? Dạ thưa hoàng thượng, hôm đó con với quan vào rừng để tìm Chàng Tinh. Đến nơi thì con Chàng Tinh đã chết, người này thì nằm xỉu kế bên. Thấy vậy quan lớn mới kêu con chặt đầu Chàng Tinh về báo cáo láo với hoàng thượng. Nhưng không ngờ quan giết con để diệt khẩu. Cũng may là con không chết, nhờ tráng sĩ này đã ra tay cứu giúp. Thưa hoàng thượng, chính chàng trai này đã giết Chàng Tinh chứ không phải là quan lớn đâu ạ. Bẩm hoàng thượng, hắn là tên Xảo Ngôn. Hoàng thượng đừng tin lời hắn, chính hạ thần đã giết Chàng Tinh. Hoàng thượng hãy cho chém đầu hai tên gian thần này đi. Dạ bẩm hoàng thượng, lời con nói là sự thật. Nếu hoàng thượng không tin thì hãy chẻ cái đầu Chàng Tinh ra là sẽ biết. Đồ lão toét hỗn xược, ở đây ai cho người là tiên? Bẩm hoàng thượng, hãy chém đầu hắn đi. Im miệng, sự việc này ta sẽ suy xét tường tận. Ai có công ta sẽ thưởng theo lời đã hứa, ai có tội ta sẽ xử trảm không tha. Lính! Dạ. Chẻ đầu Chàng Tinh ra cho ta. Dạ. Khi quân phạm thượng, xin hoàng thượng khai ân. Quả nhiên trong đầu Chàng Tinh có lưỡi gươm của chàng trai này, bằng chứng vật chứng đàng hoàng. Ngươi còn nói gì nữa không? Dạ hạ thần biết tội, xin hoàng thượng khai ân. Xin hoàng thượng hãy tha tội cho hạ thần. Hạ thần biết tội. Ngươi cả gan cướp công của người khác, giết người diệt khẩu, lừa dối luôn cả ta. Tội ngươi đáng chết. Hoàng thượng, đến đâu? Dạ. Giam hắn vào ngục, chờ ngài xử trảm. Dạ. Dạ. Hạ thần biết tội rồi, xin hoàng thượng tha tội. Xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội. Con chàng trai trẻ, ngươi quả là bậc kỳ tài. Ta sẽ gả công chúa đúng như lời đã hứa. Tạ ơn hoàng thượng. Người đâu, chuẩn bị tiệc rượu để ta thiết đãi tân phò mã. Đúng lệnh. Tạ ơn hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, có quốc vương nước láng giềng cầu kiến. Được, truyền chỉ phải tiếp đón thật chu đáo để ban giao được tốt đẹp. Dạ bẩm hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Truyền lệnh tiếp kiến. Tuân lệnh. Bổn vương nước Lân Bang xin bái kiến hoàng thượng. Thiên đệ huynh, cuối cùng ta cũng gặp được đệ rồi. Gặp lại được huynh đệ rất mừng, nhưng có một điều đệ vẫn không hiểu, tại sao huynh đệ chúng ta lại tách ra hai nước như vậy. Và một điều rất đặc biệt, cả hai chúng ta đều làm vua. Vậy mới nói đúng là trên đời này có nhiều chuyện lạ không thể nói trước được. Chuyện lạ? Con chim khách nói như vậy á là lời của ông đạo sĩ là sự thật. Hiền đệ, dù sao thì chúng ta cũng gặp lại nhau rồi, ta có một bất ngờ cho đệ. Bất ngờ? Ừ. Bất ngờ gì vậy? Huynh làm đệ nôn nóng đó. Mời mẫu hậu. Thiện. Mẹ. Chuyện này. Mẹ. Để biết không, từ lúc ta lên làm vua, ta đã đưa mẫu hậu về sống chung với ta để báo hiếu. Nhưng mà mẫu hậu ngày đêm cứ trằn trọc nhớ đệ, ta rất là đau lòng. Nhưng mà hôm nay gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Mẹ vui mừng lắm. Lúc trước mẹ quá mù quáng, xem chút nữa làm hại hai con, làm gia đình mình ly tán rồi. Để biết không, từ lúc bên tên đạo sĩ đó gạt mẹ không thành, hắn ta còn đi lừa gạt rất nhiều người dân khác. Và sau đó những người dân đó tố cáo lên quan, và quan đã trừng trị hắn một cách thích đáng. Nhắc tới chuyện này mẹ thấy hổ thẹn quá. Kìa mẹ, dù mẹ có làm gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con mà. Và quan trọng hơn hết là giờ đây
cả gia đình chúng ta đã sum họp.